Chương 409, đừng khóc ta không có việc gì. Hoa Linh dùng roi đột nhiên ném quá mặt đất. Trên mặt đất cục đá bay vọt dựng lên, Hoa Linh xoay tròn dựng lên trong tay roi đối với không trung tàn nhẫn liệt vung. Cục đá tức khắc dập nát thành một tiểu khối một tiểu khối đối với vây đổ người bay qua đi, lực độ to lớn trực tiếp xuyên qua địch nhân thân thể. Hoa Linh rơi xuống đất nhạy bén nhỏ sinh thân hình xuyên qua ở Kim triền trận vây đổ nhân thân biên, trong tay roi dài mau chuẩn tàn nhẫn trực tiếp quét ra một cái đường ra. Không đơn giản là mọi người ngay cả Hoa Linh chính mình đều sợ ngây người. Mục Thanh Ca trực tiếp lôi kéo dịch thủy hàn lao ra trùng vây, phía sau Nam Sở đại quân theo sát sau đó, Kim triền trận cứ như vậy bị tan giã. Phượng Tiệt Trần che lại ngực một phen giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay, nhìn mắt dịch thủy hàn, triệt trận này chiến nam sở thua thất bại thảm hại trận này chiến tây duyên cũng thua kim triền trận bị phá trận này chiến không có ai thắng ai đều không thể xem như người thắng mặc kệ là tây duyên đồng ly vẫn là bắc lệ cuối cùng đều thương vong thảm trọng mà nam sở càng là bị thương nhất nghiêm trọng dịch thủy hàn cùng phượng tuyệt trần lập tức liền đưa vào doanh chướng bên trong mục thanh ca cấp phượng tuyệt trần bắt mạch mạch tượng hư có hư vô như thế hỗn loạn mạch tượng làm mục thanh ca sắc mặt phi thường khó coi cấp phượng tuyệt trần trà lau miệng vết thương tay đều là run rẩy vành mắt một chút đỏ lên phượng tuyệt trần chịu đựng ngực mang đến đau đớn nhìn mục thanh ca đỏ vành mắt duỗi tay nắm lấy mục thanh ca cánh tay buông ra ta còn muốn cho ngươi thượng dược đâu thanh âm khàn khàn kỳ cục đừng khóc ta không có việc gì một câu an ủi nói lại làm mục thanh ca hoàn toàn lệ dòng chảy đi nước mắt không nghe lời rầm rầm rơi xuống phượng tuyệt trần lần thứ hai nhìn đến như vậy mục thanh ca lần đầu tiên là hai người vẫn chưa quen biết nàng không biết biết bơi thiếu chút nữa chết đuối ở cấm địa lần thứ hai đó là nơi này đồng dạng còn lại là đều là bởi vì hắn thanh ca phượng tuyệt trần tưởng đều không có liền phải ngồi dậy trả lau nàng nước mắt đừng nhúc nhích mục thanh ca hung ác chừng mắt nhìn mắt phượng tuyệt trần tuy rằng dùng sức cắn môi dưới không cho tiếng khóc chạy ra chính là nước mắt lại vẫn là không nghe lời rơi xuống biên rơi lệ biên cấp phượng tiệt trần chuẩn bị cho tốt miệng vết thương thượng dược băng bó hảo. Thanh ca ta không có việc gì. Ô ô ô mục thanh ca ghé vào phượng tiệt trần trên bụng khóc thành tiếng tới, giờ khắc này cảm xúc rốt cuộc vô pháp nhịn xuống, nhìn đến hắn chung mũi tên nháy mắt. Mục thanh ca tâm thật giống như bị người hung hăng quát một chút làm nàng đau triệt nội tâm. Thanh ca phượng tiệt trần tự nhiên biết nữ nhân nước mắt rất khó ngừng chính là nhìn chính mình nữ nhân bởi vì chính mình mà khóc thành như vậy trong lòng phi thường càng không dễ chịu nhìn kia hồng toàn bộ đôi mắt càng thêm hụt hẫng lại cũng không biết nên như thế nào an ủi chỉ có thể duỗi tay vì nàng trả lau trên mặt nước mắt phượng hạo hiên vội vàng mà đến lại nhìn đến phong ngâm cùng mặc ngôn canh giữ ở bên ngoài hoàng thúc bị thương các ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài còn chưa nói xong chuẩn bị đi vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc phượng hạo hiên bước chân đột nhiên dừng lại thần sắc mang theo một tia khác thường nghe bên trong thấp thấp an ủi thanh âm phượng hạo hiên đối với phong ngâm nói xem ra không thế nào phương tiện ta đợi lát nữa lại đến phong ngâm hơi hơi gật đầu bên trong mục thanh ca gòn ở nước nở chung phượng Tuyệt trần sở hữu lời hay đều nói chuyện chính là không có thể ngừng mục thanh ca nước mắt cuối cùng vẫn là mục thanh ca cảm thấy khóc quá mệt mỏi cho nên dừng rốt cuộc dừng lại phượng tuyệt trần tái nhợt rơi xuống một hơi ta hiện tại cuối cùng biết nữ nhân nước mắt thật là nói đến là đến nói đi chính là không đi mục thanh ca dỗi nói nói cái gì đâu phượng tuyệt trần nắm lấy mục thanh ca tay thanh ca ta nhìn đến nữ nhân khác khóc chỉ biết cảm thấy ghê tởm nhìn đến ngươi khóc ta sẽ cảm thấy đau lòng cho nên về sau đừng khóc kia còn không phải bởi vì ngươi nếu không phải này chi mũi tên chạy chật ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao ta không phải thật sự thần tiên không có khả năng thật sự làm ra chết mà sống lại may mắn ngươi không phải thật sự thần tiên nếu không không biết khi nào ngươi ném xuống ta đi rồi mục thanh ca giờ khóc giờ cười nhìn phượng tuyệt trần ở nhìn đến mục thanh ca từ tường thành phía trên ngã xuống mà xuống thời điểm phượng tuyệt trần tâm tựa hồ đều đình chỉ nhảy lên kia một khắc phản ứng là tự nhiên mục thanh ca nắm lấy phượng tuyệt trần tay dựa vào hắn trên người rồi lại không dám đem chính mình thân thể trọng lượng đè ở hắn trên người ở phượng tịch trần nhìn không tới địa phương mục thanh ca đôi mắt bên trong ngưng tủ im lặng xong việc. Mục thanh ca đi nhìn dịch thủy hàn, dịch thủy hàn bị rất nghiêm trọng thương, miệng vết thương cơ hồ đều là thấy cốt chính là người nam nhân này rốt cuộc đều không có cổ họng một tiếng. Như vậy hiểm trở hư cảnh dưới hắn có thể tồn tại đã phi thường không dễ dàng. Mà vừa vặn Hoa Linh cùng ám một cũng ở dịch thủy hàn doanh trướng bên trong, Hoa Linh hỏi, Mục Thanh ca, ngươi như thế nào biết ta có thể phá kim triền trận? Vấn đề này chỉ sợ cơ hồ tất cả mọi người không rõ đi. Ở đây người tầm mắt đều nhìn chầm chầm mục thanh ca xem, dựa vào trên giường dịch thủy hàn cũng nhìn về phía mục thanh ca. Ta nhìn đến quá ngươi cùng ám một tỷ thí, mục thanh ca chậm rãi giải, giải thích ngươi võ công tiến bộ phi thường mau. Đặc biệt là thân pháp cùng tiên pháp nhanh như tia chớp mà kim triền trận tuy rằng nghiêm mật nhưng là ở giao thủ trong quá trình sẽ lộ ra khe hở sơ hở ra tới người dáng người nhỏ sinh nhanh nhẹn thêm chi tiên pháp mau chuẩn tàn nhẫn, cho nên ngươi có thể xả ra một lỗ hồng tới. Hoa Linh sờ soạng một chút bên hông roi, ta cũng không biết khi nào ta cư nhiên lợi hại như vậy. Nói liền đắc ý nhìn mắt bên cạnh ám một, ám một mặt vô thần sắc, trời biết hắn ở nhìn đến Hoa Linh tiến vào trùng vây thời điểm khẩn trương bộ dáng. Kim triền trận là ở chiến trường đối phó tướng sĩ dùng, không có suy xét quá nữ tử nhỏ sinh cùng nhanh nhẹn tốc độ cho nên ta biết ngươi có thể. Mục Thanh Ca nói, Hoa Linh đắc ý cười. Thì ra là thế, dịch Thủy Hàn không nghĩ tới kết quả cuối cùng cư nhiên như thế đơn giản, bất quá dịch Thủy Hàn nhìn về phía bên kia Hoa Linh. Cũng không phải sở hữu nữ tử đều có thể phá trận, Hoa Linh võ công ở nữ tử bên trong có thể nói là hiếm thấy, cho nên nàng có thể dễ như chờ bàn tay phá trận, bất quá. Kế tiếp chiến chỉ sợ cũng không hảo đánh, hiện giờ ta cùng cửu vương gia đều bị thương, tướng sĩ sĩ khí tất nhiên thấp hèn quân địch chưa chắc liền dễ chịu bọn họ tổn thất làm theo thảm trọng dịch thủy hàn gật gật đầu bất quá trong lòng lại vẫn là lo lắng đối với phượng tuyệt trần thương mục thanh ca cũng không có nói thêm cái gì cho nên mọi người cơ hồ đều cho rằng phượng tuyệt trần thương không nghiêm trọng cái này đều yên tâm chính là canh giữ ở phượng tuyệt trần bên người mục thanh ca lại không có bởi vậy mà giãn ra mặt mày làng phong đi vào tới liền nhìn đến canh giữ ở một bên mục thanh ca tiểu thư ngươi nghỉ ngơi đi mục thanh ca lắc đầu lăng phong là biết phượng tuyệt trần thân thể chân thật tình huống người sắc mặt của hắn cùng mục thanh ca giống nhau không tốt lại không có đối ngoại lộ ra nửa phần nghiêm trọng sao mục thanh ca miễn cưỡng cười cười nói cũng có thể nói nghiêm trọng cũng có thể nói không nghiêm trọng ta chỉ là suy nghĩ chỉ kém như vậy một chút chỉ kém như vậy một chút liền phải nhìn không tới hắn bích hoàn khi nào đến nhanh nhất ngày sau đến mục thanh ca gật gật đầu vậy là tốt rồi Hổ lâm tướng quân còn muốn bao lâu mới có thể đến Yển Mương? Nhanh nhất cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. Làng phòng nói, hiện giờ Yển Mương trong thành tướng sĩ đã không đến Tam Vạn, lần này trọng thương Tây Duyên, Bắc Lệ, Đông Ly Tam Quốc. Nhưng là chúng ta cũng tổn thất thảm trọng nếu là bọn họ tại đây nửa tháng trong vòng phát động cường công chỉ sợ mục thanh ca nhắm mắt nàng làm sao không biết lúc này yên mương thành mới là nguy hiểm nhất tuy rằng trọng thương bọn họ nhưng là bọn họ binh lực như cũ là bọn họ mười mấy lần a à, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 410, ngươi uy ta kinh đô thanh tuyền cung trước mặt đứng chính là vẻ mặt xanh mét chạm đế lạnh giọng ngươi cho rằng ngươi ngầm làm những cái đó hoạt động chậm không biết sao nhiều năm như vậy trẫm đều chịu đựng ngươi ở mộ dung ra lần này sự tình thượng ngươi xuất lực không ít chẫm liền không hề cùng ngươi so đo ngươi cư nhiên phái người đi ám sát mục thanh ca hoàng hậu ngươi cho rằng chẫm không dám phế đi ngươi sao hoàng thượng chào tặc muốn bắt giờ thần thiếp chưa bao giờ đã làm loại chuyện này hoàng hậu hung hăng nói nàng phái người ám sát mục thanh ca đã là nhiều ngày trước sự tình tuy rằng ám sát sát thủ một cái đều không có trở về nhưng là hoàng hậu cũng tuyệt đối không thể từ nàng nơi này nhả ra Hừ, toàn bộ nam sở đều truyền khắp ngươi cho rằng ngươi có thể thề thốt phủ nhận sao? Chạm đế cười lạnh nói. Nhìn hoàng hậu mặt như thảm sắc bộ dáng, cười lạnh nói, chấm cho rằng ngươi là cái có đầu óc người, xem ra chấm sai rồi. Trước mắt bao người ngươi làm sát thủ giả làm chạy nạn bá tánh ám sát mục thanh ca, đến bây giờ còn muốn phủ nhận. Thần thiếp, thần thiếp thật sự không có làm qua. Người rốt cuộc có hay không đã làm loại chuyện này thiên hạ đều biết mộ dung hân chấm cái này hoàng hậu vị trí không phải phi ngươi không thể chỉ cần ngươi an phận thủ thường đãi ở trong cung. Chấm rất nhiều chuyện đều có thể không cùng ngươi so đo. Hoàng hậu nghe chạm đế tàn nhẫn vô tình ngôn ngữ rốt cuộc nhịn không được cười thảm lên ha 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 không cùng ta so đo. Hoàng thượng ngươi có biết rất nhiều chuyện ta cỡ nào muốn cùng ngươi so đo. Năm đó ngươi bị buộc bất đắc dĩ cưới ta, ta làm sao không phải bị buộc bất đắc dĩ mới gả cho ngươi, nhiều năm như vậy tại hậu cung bên trong ta nhìn như mẫu nghi thiên hạ. Nhưng là hậu cung ai không biết ta bất quá chính là thái hậu một quả quân cờ. Hoàng thượng, ngươi có biết kẹp ở ngươi cùng thái hậu chi gian, ta có bao nhiêu thống khổ sao? Ở mộ dung phủ ta chưa bao giờ quá quá một ngày ngày lành ở ngươi vương phủ ta cũng không có, tại hậu cung càng thêm không có, ta biết ngươi không yêu ta, nhưng là hoàng thượng ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ngươi trong lòng liền không thể có như vậy một chút ta vị trí sao? Năm đó ta thái tử sinh bệnh thời điểm là cỡ nào khó chịu, hắn liền ở ta trong lòng ngực kêu mẫu hậu ta khó chịu, mẫu hậu ngươi biết ta tâm bị cách hành nhiều ít nửa sao? Mà ngươi đâu, thân là phu quân của ta, thái tử phụ hoàng, ngươi lại chỉ nghĩ nữ nhân kia vân dung tuyết đời này ta duy nhất bằng hữu phu quân của ta lại thích thượng nàng nhiều năm như vậy ta làm bộ không biết chính là ta tâm ngày ngày đêm đêm lại ở thừa nhận giày vò đặc biệt là nhìn ta nhi tử ở lúc sắp chết còn niệm phụ hoàng thời điểm nói đến năm đó thái tử hoàng hậu nước mắt như cũ nhịn không được ào ào rơi xuống thanh âm bên trong cũng mang theo bi phẫn cùng oán hận hoàng thượng người thế nào đối ta đều không có quan hệ ta có thể coi như không để bụng nhưng là ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhi tử, chẳng lẽ chỉ là bởi vì trên người hắn chảy mộ dung thị huyết sao? Nhớ tới năm đó cái kia tuổi nhỏ thái tử, hắn đứa bé đầu tiên, hắn cũng từng thiệt tình thực lòng sủng ái quá hài tử, chạm đế trong lòng mang theo vài phần bi thương. Đứa bé kia trước sau đều là hắn thực xin lỗi hắn, không có hào hào kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Hoàng thượng, từ khi nào ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ta từ mộ dung thị vực sâu trung cứu vớt ra tới, nhưng là đến ta sinh minh nhi thời điểm ta đã đối với ngươi không ôm bất luận cái gì hy vọng. Ta không bao giờ đối với ngươi ôm bất luận cái gì hy vọng. Ngươi trong lòng không có ta, chỉ có vân dung tuyết, hiện giờ liền vân dung tuyết nữ nhi ngươi đều để ý, chính là hoàng thượng ngươi chớ quên, vân dung tuyết nàng trong lòng không có ngươi. Nàng như vậy thiện lương tốt đẹp một nữ nhân lại có một cái hận nhất người, ngươi có biết là ai? Người cho chấm câm miệng. Chạm đế đột nhiên trách mắng, ngực dâng lên một trận sông cuộn biển gầm đau đớn. Hoàng thượng không muốn nghe a à, là không dám đi đối mặt sự thật sao? Nàng oán mục nguyên. Là bởi vì mục nguyên không có tuân thủ hứa hẹn, nhưng là nàng hận ngươi, bởi vì ngươi tức đoạt nàng hết thảy, nàng đã từng rời tay nhưng đến hạnh phúc đều bị ngươi một tay làm hỏng. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, đã bị một cái hung hăng cái tác gấp đánh gãy hoàng hậu bị một bạt tay đánh đột nhiên té ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, trong miệng cũng tràn đầy huyết tinh hương vị, chính là hoàng hậu lại không cảm giác được đau. Bởi vì nàng tâm càng đau. Người cho chấm câm miệng, chấm không nghĩ lại nghe ngươi nhiều lời một chữ, từ ngươi trong miệng mặt nói ra tên nàng chỉ biết làm bẩn nàng. Người không xứng nói nàng, mộ dung hân, chấm không nghĩ nhìn đến ngươi. Chạm đế nói xong câu đó liền phất tay áo mà đi, chính là nện bước lại rất không xong may mà bên cạnh an công công vội vàng nâng mới làm chạm đế không đến mức như vậy chật vật như cô cô bi thương tiến lên muốn nâng khởi hoàng hậu hoàng hậu lại trực tiếp đẩy ra như cô cô tay như cô cô thở dài nương nương ngài đây là hà tất đâu biết rõ nữ nhân kia là hoàng thượng trong lòng một cây nghịch lân ai cũng không thể đụng vào a à? đúng vậy dù cho nàng đã chết chết lại sạch sẽ cuối cùng hoàng thượng vẫn là quên không được hắn vĩnh viễn đều quên không được nàng rõ ràng hậu cung bên trong có như vậy nữ nhân cho dù là dương yên vân nữ nhân kia ta cũng nhận nhưng là vì cái gì là nàng nàng là ta duy nhất tín nhiệm duy nhất bằng hữu a hoàng hậu nắm chính mình ngược nói vân dung tiết cái kia đã từng nàng cho rằng thế gian tốt đẹp nhất nữ nhân không phải đã từng hiện tại đối với hoàng hậu mà nói vân dung tiết cũng là tốt đẹp nhất nữ nhân nhưng là như vậy một nữ nhân lại cướp đi nàng trượng phu nương nương kỳ thật không có nàng còn sẽ có nữ nhân khác hoàng thượng tâm trước sau đều không ở trên người của ngươi ta làm sao không biết nhưng là như cô người tâm là khống chế không được nương nương ta xem như hoàn toàn xong rồi nương nương ngài đừng nói như vậy ngài còn có tứ điện hạ đâu hoàng hậu hơi hơi ngước mắt minh nhi bích hoàn đến yển mương thành mục thanh ca đây là lần đầu tiên nhìn đến sắc mặt như thế tái nhợt bích hoàn trong mắt mang theo vô tận tang thương bích hoàn kêu một tiếng tiểu thư kia miễn cưỡng mỉm cười làm người nhìn đau lòng không thôi người lao đổ bôn ba nhiều như vậy tiên đi trước nghỉ ngơi một chút đi nói xong nhìn về phía một bên xương khói xương khói khẽ gật đầu liền mang theo bích hoàn hướng bên cạnh doanh chướng mà đi Nhìn Bích Hoàn tiểu tụy rời đi thân ảnh, Mục Thanh Ga bất đắc dĩ thở dài, nàng biết Bích Hoàn thích lệ câu, cũng biết lệ câu thích Bích Hoàn, chính là hiện giờ đâu. Rõ ràng âu yếm hai người cuối cùng lại vẫn là chia lìa. Mục Thanh Ca đem Bích Hoàn mang đến ngân châm bao đặt ở bên cạnh. Nơi này đều là chuyên môn dùng để thi triển cửu chuyển dương châm cứu. Không biết ra ra biết nàng ở ngắn ngủn hai năm không đến thời gian trong vòng cư nhiên thi triển nhiều lần cửu chuyển dương châm cứu có thể hay không hối hận giáo nàng phượng tiệt trần từ trên giường ngồi dậy nhìn mục thanh ca cầm một cái tinh xảo bao bao phát ngốc liền hỏi ngươi suy nghĩ cái gì a nga mục thanh ca đem trong tay túi sách buông xuống sau đó bưng lên bên cạnh vừa mới chuẩn bị tốt trẻ hạt sen đi hướng phượng tiệt trần nói không có gì tới ăn một chút gì ngươi uy ta phượng tiệt trần nói khó được nhìn đến phượng tiệt trần như thế ngạo kiểu một mặt đương nhiên này chỉ là mục thanh ca ý tưởng nếu là bị phong ngâm đám người đã biết chỉ sợ la lên một tiếng vương ra nơi nào nhìn ra được là ngạo kiêu. Mục Thanh Ca một muỗng một muỗng uy phượng tuyệt trần. Phượng tuyệt trần thích nhất như vậy mục thanh ca, như vậy ôn nhu, mà loại này ôn nhu đơn giản là hắn một người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. mười 411 ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Mục thanh ca đem phượng tuyệt trần như thế tập trung tinh thần nhìn chính mình, oánh bạch khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi, ta có cái gì đẹp? Mục thanh ca tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là ngọt tư tư. Ta thức phụ tự nhiên là đẹp nhất. Phượng tuyệt trần nhìn không thêm nửa điểm phấn mặt sạch sẽ rồi lại lộ ra một tia phấn mặt hồng nhuận mặt. duỗi tay hơi hơi mơn trớn nàng như ngọc giống nhau gương mặt thanh ca. Mục Thanh Ca nghe Phượng Tuyệt Trần thanh âm bên trong lộ ra ba phần ái muội, lập tức trực tiếp đem cái muỗng nhét vào hắn hơi hơi lớn lên miệng chung, sau đó nói, hảo hảo ăn cơm. Phượng Tuyệt Trần nhìn vài phần thẹn thùng Mục Thanh Ca, đáy mắt hàm chứa nùng thâm ý cười. Bích Hoàn thất hồn ngồi ở trên ghế. Sương khói bưng đi vào tới lại nhìn đến trên bàn đồ ăn động đều không có động một chút sương khói nhìn về phía ngồi ở chỗ kia bích hoàn tuy rằng nàng vẫn luôn đều không thích bích hoàn nhưng là nói thật nhìn đến bích hoàn cái dạng này sương khói lại cảm thấy thật không dễ chịu lập tức đi qua đi nói làm gì không ăn cơm người hay là còn muốn vì hắn tuyệt thực bích hoàn thình lình ninh nhìn mắt sương khói sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục vô thần sương khói tờ dài bích hoàn vì một người nam nhân cần thiết như vậy sao mặc kệ sương khói nói cái gì bích hoàn một câu cũng không nói gì cuối cùng sương khói chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mục thanh ca lại vào lúc này đi đến sương khói đứng lên kêu một tiếng công tử công tử bích hoàn cũng đi theo đứng lên kêu một tiếng mục thanh ca nhìn về phía bích hoàn sương khói biết tiểu thư khả năng có chuyện phải đối bích hoàn nói liền đi ra ngoài mục thanh ca ý bảo bích hoàn cùng chính mình ngồi xuống bích hoàn có một số việc chúng ta vô lực thay đổi chỉ có thể thử tiếp thu mục thanh ca lời nói thấm thiế nói nhìn bích hoàn trắng bệch sắc mặt rất là không đành lòng nhưng là có một số việc đều không phải là bọn họ có thể thay đổi lần này là ta nhìn nhầm bích hoàn lại lắc đầu nói hắn diễn như vậy hảo ai có thể phát hiện kỳ thật ta đã sớm phát hiện hoa không hiện tại hẳn là gọi là lệ câu ta đã sớm phát hiện trên người hắn có bí mật có thứ trong lúc vô tình nhìn đến hắn dùng phi ưng truyền tin Công tử đã từng nói qua hắn cũng không người nhà, tuy rằng hắn giải thích là cho bằng hữu, nhưng là ta coi kia phi ưng đều không phải là bình thường giống loài, người bình thường sao có thể có. Khi ta không có tế cha, như thế nào đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ là bác lệ cửu vương tử. Nếu là ta đem tin tức này nói cho công tử các ngươi, khả năng công tử đã sớm phát hiện cha được cũng không đến mức chứ đạo của hắn, đem nam sở lâm vào như thế tuyệt cảnh bên trong. Nếu là mỗi người đều có thể dự đoán được thế gian sao có thể còn có nhiều như vậy bi kịch dù cho ngươi lúc trước nói cho ta, ta làm người đi cha chỉ sợ cũng cha không đến cái gì, bằng không lúc trước tìm liền cha được. Bác lệ quốc sư thủ đoạn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến, ngươi cũng không cần tự trách. Bích hoàn hơi hơi rũ mắt trong mắt rưng rưng, mục thanh ca duỗi tay an ủi vỗ vỗ bích hoàn đầu, mềm nhẹ chấn an. Bích hoàn, ngươi nếu là muốn rời đi, liền đi thôi. Bích Hoàn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca thở dài, ta biết ngươi thích hắn, mà hắn cũng là thích ngươi. Bích Hoàn lại kiên định lắc đầu, công tử, hắn là Bắc lệ vương tử, mà ta chỉ là phổ phổ thông thông nam sở bá tánh, ở hắn phản bội nam sở thời điểm, này hết thảy đã sớm chú định. Ta sẽ không tha thứ hắn. Mục Thanh Ca duỗi tay đem Bích Hoàn nạp vào trong lòng ngực, Bích Hoàn vô lực dựa vào Mục Thanh Ca nhị bả vai chỗ, lần đầu tiên thất thanh khóc giống. Từ biết hoa trì là lệ câu, từ biết hắn là nội gian thời điểm. Bích hoàn thế giới thật giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đêm hôm đó, nàng hỏi hắn, có phải hay không ngươi làm? Có phải hay không ngươi đem cửu vương ra chúng độc tin tức nói cho bác lệ, được đến chỉ là lệ câu kiên quyết khuôn mặt cùng chân tướng. Lại sau đó không có hắn biến mất không thấy. Cuối cùng để lại cho bích hoàn chính là hắn ngoan tuyệt khuôn mặt như vậy xa lạ lệ câu, mà kia một khắc nàng cũng biết hoa trì biến mất vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở về hôm sau. Mục Thanh Ca viết một phong thơ làm xương khói giao cho Triển Hảo, nói cho bọn họ, bọn họ nên làm như thế nào. Mục Thanh Ca ở phải cho Phượng Tiệt Trần thi châm thời điểm cho hắn hạ đại lượng lại sẽ không thương tổn thân thể yên giấc chi dược. Làm hắn lâm vào nặng nề hôn mê bên trong, mà bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp phong ngâm mặc ngôn đám người sôi nổi đều đi đi ra ngoài, Mục Thanh Ca bên người chỉ có lang phong. Đây cũng là Mục Thanh Ca cố ý an bài. Ta muốn bắt đầu rồi. Mục Thanh Ca nhìn mắt Lăng Phong. Lăng Phong trần chờ gật gật đầu. Mục Thanh Ca lấy ra ngân châm nhìn ngủ say chung phượng tiệt trần. Nếu không phải không có cách nào ở phượng tiệt trần thân thể mấy cái quan trọng huyệt đảo bắt đầu ti châm. Trước nửa canh giờ Mục Thanh Ca còn thành thảo. Chính là dần dần cái chán mồ hôi không ngừng tràn ra mà thi châm tay cũng ăn không được khẽ run tuy rằng không rõ ràng nhưng là Lăng Phong vẫn là nhìn ra được tới đường nhìn đến mục thanh ca ngay cả môi sắc đều phải biến thành xương màu trắng sắc mặt liền thay đổi. Không chờ lang phong mở miệng, mục thanh ca liền đối với lang phong khẽ lắc đầu Thi châm thời điểm tất tập trung tinh thần không thể nửa điểm sơ sẩy. Chính là nhìn mục thanh ca tự hồ muốn lung lay sắp đổ thân hình, lang phong lại cũng chỉ có thể đôi tay nắm chặt đứng ở tại chỗ. Nàng có thể. Mục thanh ca hung hăng cắn chính mình môi dưới, thẳng đến chuyển đến huyết tinh đau đớn mới làm nàng không đến mức lâm vào ngất bên trong, mà nguyên bản liền phải nhắm lại đi đôi mắt cũng nỗ lực mở. Mục thanh ca tiếp tục cấp phượng tuyệt trần thi châm. Mà nguyên bản lâm vào ngủ say phượng tuyệt trần tự hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, lông mi khẽ nhúc nhích, mục thanh ca tập trung tinh thần trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện. Bụng truyền đến đau đớn cũng vô pháp ngăn cản nàng động tác. Phượng Tuyệt Trần cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa mở tròn mắt nhìn đến đó là mục thanh ca trắng bệch đến dọa người sắc mặt mà huyết hồng môi lại dị thường kinh tủng thanh ca. Mục thanh ca như thế nào đều không có dự đoán được Phượng Tuyệt Trần cư nhiên lúc này tỉnh. Nàng rõ ràng tăng lớn liều thuốc không đến dù cho là nhanh nhất Phượng Tuyệt Trần cũng muốn đến ba cái canh giờ lúc sau mới có thể tỉnh lại. Mục Thanh Ca thực mau đem cảm xúc áp chế xuống dưới, chế chủ Phượng Tuyệt Trần ý đồ muốn lên bả vai, đừng nhúc nhích ta ở thi châm, lập tức liền hào. Ngươi hiện tại vừa động không ngừng có ngươi sinh mệnh uy hiếp. Mục Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng giận mắng kêu lên, mà Mục Thanh Ca mắt điếc tay ngơ tiếp tục cấp Phượng Tuyệt Trần thi châm, bởi vì sợ hãi Phượng Tuyệt Trần lo lắng. Chính là đem hầu chỗ huyết tinh cấp áp xuống đi. Sẽ không có việc gì. Mục Thanh Ca đối với Phượng Tuyệt Trần này đây ăn ủi cười tốt nhất ngươi không có việc gì, nếu không, mặt sau uy hiếp hàm nghĩa không cần nói cũng biết, mục thanh ca rũ mắt, tiếp tục cho hắn thi châm, cuối cùng một châm. Mục thanh ca cố nén thân thể không khỏe chắt đi xuống nửa khắc chung lúc sau, mục thanh ca đem trên người hắn châm tất cả rút khởi, sau đó cười đối phượng tuyệt trần nói, không có việc gì. Phượng tuyệt trần đột nhiên ngồi dậy, cũng không mà ngực miệng vết thương đổ máu, mục thanh ca đang muốn đi lấy băng gạc vì hắn một lần nữa băng bó một chút phượng tiệt trần lại cường ngạnh bắt lấy mục thanh ca cánh tay ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng mục thanh ca duỗi tay mơn trớn phượng tiệt trần mặt nói hàn tuyền hoa không thể hoàn toàn rõ ràng ngươi trong cơ thể thất tinh hải đường độc điểm này ngươi hẳn là ở dùng lúc sau liền đã biết chính là ngươi nhưng vẫn không nói rõ ràng thân thể sắp hỏng mất lại đỉnh như vậy thân thể ra trận giết địch nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 412, người cho ta tỉnh lại. Mục Thanh Ca nói một chút cũng chưa sai, đường hắn dùng hàn tiền hoa lúc sau thân thể tuy rằng thoạt nhìn hảo. Nhưng là thân thể của mình, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, không nói là sợ Mục Thanh Ca sẽ lo lắng, hắn không muốn nhìn đến Mục Thanh Ca vì hắn thiệp hiểm. Càng không muốn chính mình vô lực nhìn chính mình nữ nhân chịu khổ chịu nạn. Mục Thanh Ca ngón tay tái nhợt vô lực vuốt ve phượng tiệt trần mặt sau đó cười cười nói, người muốn gạt ta, nhưng kỳ thật ta ở liền biết thất tinh hải đường độc ở trên đời này căn bản là không tồn tại giải dược. Liền tính là hàn tiền hoa cũng chỉ có thể giải thứ nhất nửa độc nhưng là ta có biện pháp, hiện tại hảo, ngươi không có việc gì. Phượng Tiệt Trần vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca liền đã vô lực dựa vào Phượng Tiệt Trần ngực chỗ ta chỉ là muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc thì tốt rồi ngươi phải nhớ cái hảo hảo ăn cơm nói xong, liền đã vô lực nhắm mắt lại thanh ca mục thanh ca người cho ta tỉnh lại mục thanh ca phượng tiệt trần nhìn trong lòng ngực nhắm mắt lại hơi thở mỏng manh người phát giác chính mình đôi tay cứ nhiên run rẩy kêu quân y kêu quân y lại đây lăng phong lại đứng bất động phượng tiệt trần cả giận nói người còn đứng làm cái gì bổn vương làm ngươi kêu quân y lại đây ngươi cho rằng quân y có thể cứu nàng sao cửu chuyển dương châm cứu dữ dội nguy hiểm nàng có mang lại vẫn là không tiếc lấy biện pháp này cứu người mệnh. Tuy rằng nàng chỉ nói chính mình ngủ thượng mấy ngày thì tốt rồi, nhưng là ta biết đều không phải là nàng nói dễ dàng như vậy. Ta sớm đã phái người thông chi nhà nghèo thủy trưởng lão, hắn sớm đã ở lại đây trên đường. Phượng Tuyệt Trần đứng dậy đem mục thanh ca thật cẩn thận đặt ở trên giường. Nhìn nàng nhắm chặt đôi mắt trắng bệch sắc mặt trong mắt treo cuồng phong lạnh lẽo, lạnh băng tay dán đồng dạng lạnh băng mục thanh ca, ngươi nếu là dám chết ta chắc chắn giết hết sở hữu ngươi để ý người bao gồm ta chính mình bích hoàn nhận được tin tức lúc sau vội vội vàng vàng tới rồi chính là bắt mạch dưới lại chỉ có thể tìm được hì mạch trong bụng thai nhi cũng không lo ngại bổn vương muốn ngươi xem chính là nàng thanh ca trong bụng hài từ hiện giờ có hay không sự phượng tuyệt trần căn bản là không đề bụng hắn để ý chỉ có một mục thanh ca bích hoàn lại lắc đầu nói ta y thuật còn thấp nhìn không ra lan Bích Hoàn nhìn mắt bên cạnh Lăng Phong, Lăng Phong gật đầu, Bích Hoàn liền gật đầu đi ra ngoài, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Bích Hoàn biết tiểu thư khẳng định là vì cứu vương gia. Phượng tuyệt trần đỡ mục thanh ca bả vai đem nàng bế lên, từ phía sau ôm lấy nàng lạnh băng thân hình thanh ca. Này hai chỉ giống như một cái ma trướng giống nhau, làm hắn đau đớn muốn chết. Nữ nhân này đó là hắn tâm, là thân thể hắn chung vĩnh viễn đều không thể cướp đoạt bộ phận cái kia đã từng cao cao tại thượng uy trấn thiên hạ phượng tiệt trần, giờ phút này lại giống như một cái hài tử giống nhau sợ hãi nàng rời đi. Sương khói đám người biết lúc sau, sương khói vội vàng đi đến lăng phong bên người chất vấn, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không biết cùng chúng ta thương lượng một chút. Lăng phong mặt vô biểu tình, hiện tại công tử. Mặc ngôn bọn người không nghĩ tới vì cứu vương gia, vương phi cư nhiên cam nguyện hy sinh chính mình, hoa linh nhìn mắt xương khói cùng lang phong như cũ nhị trượng từ sở không được đầu óc người khác đều minh bạch vì sao nàng vẫn là mơ hồ vì cái gì trần ca ca doanh chướng không cho tiến đâu các ngươi đang nói cái gì a à? có phải hay không trần ca ca thân thể chuyển biến xấu thấy mọi người đều không hé rằng hoa linh càng thêm lo lắng rốt cuộc phát sinh sự tình gì các ngươi không cần đều không nói lời nào a à, tính ta chính mình đi xem trần ca ca hoa linh nói xong liền xoay người hướng doanh trướng đi đến mới vừa đi vào liền trực tiếp bị một trưởng bổ ra tới hoa linh trực tiếp chồng vó ngã trên mặt đất ngực càng là quay cuồng đảo hải đau lan tràn mở ra ám nhất nhất kinh vội vàng đi đến hoa linh bên người đem hoa linh nâng dậy tới nhìn đến hoa linh khóe miệng tơ màu ánh mắt khẽ biến mà hoa linh căn bản là bỏ qua ngực đau đớn đáy mắt mang theo hoảng sợ nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố trần ca ca cặp mắt kia cơ hồ muốn dập nát rớt hết thảy giống như từ địa ngục bỏ ra tới giống nhau, trần, trần ca ca làm sao vậy, đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Tới rồi đang lúc hoàng hôn. Thủy trưởng lão mới vội vội vàng vàng tới rồi. Mà ở phượng tiệt trần doanh trướng ở ngoài phong ngâm, xương khói, mặc ngôn, lang phong ám một còn có bị đả thương hoa linh đều thủ. Hoa linh nhìn đến thủy trưởng lão vội vàng chạy tới lôi kéo cánh tay hắn, thủy ra ra, người mau đi xem một chút mục thanh ca, nàng sắp chết. Linh tiểu thư. Sương khói có chút bất mãn kêu lên. Hoa Linh đột nhiên dùng tay che miệng lại, một đôi mắt có chút sợ hãi nhìn doanh chướng cửa. Thủy trưởng lão nhận được lang phong bồ câu đưa thư ngày liền khởi hành lại đây. Hiện tại nghe được Hoa Linh nói như vậy biết rõ thanh ca nha đầu thân thể chỉ sợ lập tức vội vàng đi đến doanh trướng ngoại, đang muốn đi vào bị lang phong ngăn cản. Phong ngầm nhìn mắt lang phong đối với bên trong người ta nói nói, vương gia thủy trưởng lão tới nếu là không nói cho vương gia một tiếng là ai. Bọn họ lo lắng vương gia lại trực tiếp một trưởng đem người cấp bổ ra tới, huống chi thủy trưởng lão đã tuổi già. Nếu là vương gia một trưởng bổ tới còn không biết thủy trưởng lão rất không đĩnh đến trụ đâu. Lăng phong mang theo thủy trưởng lão đi vào. Thủy trưởng lão nhìn đến phượng tiệt trần trong lòng ngực mục thanh ca liền lập tức đi qua đi thiếu chủ trước đem thanh ca nha đầu buông xuống, lão phu nhìn xem. Phượng Tiệt Trần lãnh mắt liếc mắt Thủy trưởng lão, sau đó mềm nhẹ đem trong lòng ngực Mục Thanh Ca buông. Thủy trưởng lão tinh tế cấp Mục Thanh Ca bắt mạch lại phát hiện cơ hồ liền mạch đập đều sờ không tới, lập tức trực tiếp duỗi tay khơi màu Mục Thanh Ca đôi mắt nhìn hạ. Bên cạnh lăng phong lo lắng Thủy trưởng lão không biết. Vì thế liền nói tiểu thư độc môn truyền lại cửu truyền dương châm cứu ti triển tuy nói có thể cứu người nhưng là sở trung chi độc sẽ xuyên thấu qua ngân châm chuyển rời đến tiểu thư trên người, đầu tiên là tay phải lạnh băng khẽ run, cho đến tê mỏi. Thi triển càng nhiều thứ liền sẽ lâm vào trong lúc hôn mê, cho đến rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Phượng Tuyệt Trần nghe lang phong nói, chỉ cảm thấy chính mình tâm dần dần lạnh băng. Mà móng tay hơi không thể thành run, cho tới nay Phượng Tuyệt Trần đều biết mục thanh ca tay phải đều là lạnh lẽo, dường như trước nay đều che không nhiệt giống nhau nguyên tưởng rằng nàng là cái dạng này thể chất lại chưa từng hướng phương diện này tưởng đi xuống, mà hiện giờ. Thủy trưởng lão gật gật đầu nói, có nhân tất có quả, nàng cửu chuyển dương châm cứu xuất thần nhập hóa. Có thể đem sắp chết người cứu sống, nguyên lai lại là dùng chính mình mệnh đi đổi. Thủy trưởng lão vô cùng bội phục thanh ca nha đầu, như vậy một người rất khó không cho nhân ái mang đi. Có thể có như vậy rộng lớn trí tuệ, là nhiều ít thế gian nam nhi đều cập không thưởng. Tiểu thư phía trước nói nàng chỉ biết hôn mê mấy ngày, thủy trưởng lão cảm thấy như thế nào? Thủy trưởng lão nhìn mắt bên cạnh Phượng Tuyệt Trần, chỉ cảm thấy hiện giờ Phượng Tuyệt Trần trên người hơi thở so Hàn Sơn còn muốn cho người cảm thấy lãnh. Đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt thủy trưởng lão đều lo lắng, chỉ cần chính mình nói một câu không dễ nghe đầu liền cùng chính mình cổ phân ra, nhưng là liền tính như thế. Thủy trưởng lão vẫn là nói ra tình hình thực tế. Thanh ca nha đầu tình huống thật không tốt, nguyên bản thân thể đã suy yếu kỳ cục hơn nữa mang thai trong người. Tuy rằng nàng dùng nằm nguyệt tầm công bảo vệ trong bụng hài tử, nhưng là trong bụng hài tử vẫn là thực suy yếu. Bất quá thủy trưởng lão tạm dừng hạ, sau đó nhìn mắt phượng tiệt trần nói: Thanh ca nha đầu tự cấp thiếu chủ thi châm thời điểm tất nhiên là bảo vệ trong bụng thai nhi, cho nên cũng không có dẫn tới sinh non. Hài tử còn tính an toàn cũng chính bởi vì vậy Thanh ca nha đầu mới có thể ngất qua đi nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 413, Viện Quân. Phượng Tiệt Trần lạnh mặt bổn vương chỉ muốn biết nàng rốt cuộc thế nào. Thiếu chủ, đối với cửu truyền dương châm cứu lão phu thật là chưa từng nghe thấy, mơ hồ là nhớ rõ mấy trăm năm trước có cái thần y sang một bộ độc đáo châm pháp, độc bộ thiên hạ. Năm đó thần y túc phượng vì tìm này sách cổ bí phương đạp biến thiên hạ các góc lại vẫn là không có tìm được lão phu nhìn thanh ca nha đầu tác dụng châm pháp rất có khả năng chính là năm đó vị kia thần y sáng chế, nhưng là lão phu biết nói cũng chỉ là như vậy. Đến nỗi thanh ca nha đầu có thể hay không tỉnh lại cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nàng chính mình. Thiếu chủ cũng không cần quá mức lo lắng, thanh ca nha đầu y thuật thiên hạ vô song, tự cấp thiếu chủ ti châm thời điểm biết bảo hộ trong bụng hai từ. Nàng đương nhiên là khẳng định chính mình sẽ không xảy ra chuyện, cho nên thiếu chủ không cần quá mức lo lắng. Thủy trưởng lão biết Mục Thanh ca tình huống phi thường không tốt. Nhưng là hiện giờ lại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay mơn trấn Mục Thanh ca cái chán sợi tóc Thủy trưởng lão vì không cho Phượng Tuyệt Trần lo lắng, liền nói. Lão Phu cũng sẽ khai hạ mấy cái phương thuốc làm nàng khôi phục càng tốt chút. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối với Thủy trưởng lão xua xua tay ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài. Thủy trưởng lão nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần bộ dáng, Phượng gia Nam Nhi đều là khó được si tình loại A. À. Thủy trưởng lão cùng Lăng phong đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn đến bên ngoài người đều vây quanh lại đây, xương khói đôi mắt hồng hồng. Nàng nhìn về phía lăng phong hỏi, ngươi lời nói mới rồi là thật vậy chăng? Bên trong thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ nội công thâm hậu tự nhiên có thể nghe được. Sương khói trước nay cũng không biết tiểu thư thi triển cửu chuyển dương châm cứu cư nhiên là lấy mệnh đổi người khác mệnh làng phong cũng không có nói thêm nữa cái gì thủy trưởng lão vương phi tình huống như thế nào ở bên trong đã nói được rất rõ ràng lão phu cũng không nghĩ lại rong dài cái gì lần này đãi thanh ca nha đầu tỉnh lại lúc sau về sau vẫn là đừng làm nàng lại vận dụng này bộ châm pháp nếu không nói thật mạnh thở dài mọi người sắc mặt đều không đồng nhất phượng hạo hiên đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nhưng là đại khái cũng có thể đoán được một vài, nếu không có không phải mục thanh ca xảy ra chuyện, hoàng thúc sao có thể như vậy, liền hiện giờ nguy hiểm thời điểm đều không rảnh lo. Nghĩ mục thanh ca, phượng hạo hiên mặt mày chỗ mang theo vài phần khác thường. Thành hoa đứng ở phượng hạo hiên bên người, nhìn nhà mình chủ tử khác thường biểu tình mang theo một tia khó hiểu. Hắn phát hiện nhà mình chủ tử đối đãi cửu vương phi tựa hồ có chút không giống nhau suốt ba ngày. Mục thanh ca động đều không có động một chút liền lặng lặng nằm ở nơi đó mà Phượng Tiệt Trần không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên người nàng ba ngày. Dù cho là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi, xương khói lại lần nữa đem đồ ăn đoan tiến vào, vương ra, người đã thật lâu không có ăn cái gì. Nếu là vương phi tỉnh lại nhìn đến nhất định sẽ không cao hứng, vương ra ăn một chút gì đi. Phượng tuyệt trần như cũ không có động. Lúc này, lang phong bá một chút đi đến nhìn đến động cũng không có động đồ ăn còn có ngồi ở chỗ kia phượng tiệt trần, lập tức nói thẳng nói, nàng dùng chính mình mệnh cứu ngươi. Mà ngươi chính là như vậy đạp hư dùng nàng an toàn đổi lấy mệnh sao? Phượng tiệt trần. Hiện giờ quân địch tới gần, ngươi muốn đẩy ngươi tướng sĩ, bá tánh với chỗ nào? Chẳng lẽ phải đợi quân địch công tiến yển mương thành, chẳng lẽ ngươi muốn xem đến nam sở máu chảy thành sông? Đầy đất thi thể sao? nếu người thật là như vậy Phượng Tiệt Trần cũng không hề là nàng trong lòng người kia, nàng dùng chính mình mệnh đi đổi người. lang phong thanh âm thực lãnh, giống như hàn băng đâm vào Phượng Tiệt Trần đáy lòng. Không rên một tiếng, cơ hồ một chút phản ứng đều không có Phượng Tiệt Trần rốt cuộc có phản ứng, tang thương khuôn mặt nhìn thẳng bên kia lang phong. Ánh mắt sắc bén giống như dao nhỏ giống nhau, xương khói rũ mắt như cũng có thể cảm giác được đáy lòng run rẩy, mà lang phong lại coi như không có nhìn đến giống nhau hiện tại bên ngoài tướng sĩ yêu cầu ngươi, bọn họ yêu cầu ngươi dẫn dắt bọn họ cứu vớt gia viên. Bên ngoài tình huống thế nào? Đã vài thiên không mở miệng nói chuyện phượng tiệt trần thanh âm có chút khàn khàn. Bên ngoài phong ngâm vội vàng đi vào tới nói, hổ lâm gần sẽ ở ba ngày lúc sau tới. Theo thám từ hồi bẩm Bắc Lệ Tam Quốc đã vừa mới bắt đầu chỉnh đốn quân đội, thoạt nhìn bọn họ sẽ vào ngày mai toàn quân hướng về Yển Mương mà đến, vương gia Tam Hoàng tử kiểm kê chúng ta quân lực hơn nữa thủ thành nhiều nhất cũng liền tam vạn. Phòng ngâm đám người vẫn luôn đều canh giữ ở doanh trướng bên ngoài. Chỉ là vương gia tức giận không tiêu đặc biệt là theo vương phi còn không có thức tỉnh, vương gia đáy mắt lạnh lẽo muốn đem người cấp đóng băng lên, ai cũng không dám đi vào đắc tội. Lại không có nghĩ đến lăng phong cư nhiên cũng mệt có lăng phong. Phượng tuyệt trần cầm một thanh ca tay, sau đó lưu luyến không rời từ nàng trên người thu hồi tầm mắt trình đốn đại quân, ngày mai tùy bổn vương ra khỏi thành nghênh địch. Đúng vậy, vương gia rốt cuộc khôi phục nhân khí, cái này bọn họ có thể yên tâm. Theo Nam Sở cùng Bắc Lệ, Đông Ly Tây Duyên đại quân huyết chiến, Nam Sở Phượng Tiệt Trần mang theo Yển Mương trong thành còn sót lại tam vạn đại quân đón đánh tam quốc mấy chục vạn đại quân. Lấy một chắn trăm chán ngàn, Nam Sở tướng sĩ mỗi người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, mỗi người đều phải giết đến chính mình không có sức lực. Chỉ cần còn có một hơi bọn họ liền sẽ không dừng lại, chỉ cần kiên trì đến viện quân đã đến mà ở bên kia lý hổ gió mạnh mang theo năm vạn ký vân quân tới rồi nam sở đại quân nhìn đến lại có quân đội tới rồi mặt xám như cho tàn đang muốn ra tay nghênh địch lại phát hiện ký vân quân trực tiếp làm lơ bọn họ hướng về quân địch mà đi gió mạnh tốc độ cực nhanh ngay cả đông ly thiết kỵ đều ngăn không được ký vân quân trực tiếp đánh lén đông ly thiết kỵ tại đây chàng chiến đấu bên trong nhất lợi hại làm chủ quân đó là đông ly thiết kỵ Hiên viên tế vân cùng hiên viên lãng liếc nhau, bọn họ rõ ràng phái người tiến đến hỏi qua ký vân quân đều không phải là là quân địch chính là hiện giờ, lại trực tiếp công kích bọn họ cánh tả. Bởi vì bọn họ đối nam sở đột nhiên lọt vào công kích tức khắc kế hoạch đều bị quấy dày. Sát A, à, nam sở các tướng sĩ nhìn đến cư nhiên là viện quân tức khắc giết càng thêm hăng say, đến đây đi, khiến cho lão từ sát cái thống khoái đi, ha ha ha. Phượng tiệt trần phi thân dựng lên, đôi tay triển khai chỉ thấy không trung tràn ngập một trận xoay tròn nghịch lưu ở mở ánh mắt nháy mắt nhật nguyệt thất sắc phượng tiệt trần một trường trực tiếp bổ vào trên mặt đất tức khắc làm người cảm giác được đất dung núi chuyển bên người quân địch cơ hồ ở cùng thời gian toàn bộ mất mạng ám một cùng lăng phong đám người cũng là tuyệt đình cao thủ hạng người làm bên người quân địch đều phi thường cố hết sức hoa linh trong tay múa may roi tàn nhẫn tiệt cay chỉ cần bị đánh chúng đều là da chóc thịt bong có mất mạng nguy hiểm ở mấy đại cao thủ trước mặt này đó quân địch đều là quân lính tan rã. đương nhiên bắc lệ cùng đông ly cũng không phải hời hợt hạng người cao thủ nhiều không thua gì nam sở này chiến là nam sở sử thượng đánh nhất gian nan một trận chiến đồng dạng cũng là bắc lệ đông ly tây duyên trong lịch sử nhất thảm thiết một trận chiến suốt đánh hai ngày hai đêm giá từ xa xôi phương Bắc mà đến đại quân vội vàng tới rồi, mặt trên cờ xí viết hoa một cái hổ tử, là nam sở hổ lâm tướng quân mang theo viện quân tới rồi. Theo hổ lâm tướng quân mang theo viện quân gia nhập chiến tranh bên trong, nam sở hoàn toàn đem bại quân bè trở lại. Sát! Khói lửa khởi, chiến trường nam nhi máu chảy không ngừng trong tay đau lại không có đình chỉ quá. Cuối cùng đông ly, bắc lệ tây duyên đồng thời rút quân. Hoa linh trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất trên người, trên mặt đều là huyết thở hồng hộc, mỏi mệt bất kham, cái kia màu đỏ đậm roi dài càng thêm đỏ tươi, không đơn giản chỉ có hoa linh như vậy. Cơ hồ sở hữu nam sở đại quân đều mệt trực tiếp ngã xuống, chính là trên mặt lại ngăn không được cười to, bọn họ thắng, bọn họ rốt cuộc thắng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 414, bắt đi mất tích. Phượng tuyệt trần mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, giữa chán một đạo vết máu ở máu tê tre lấp hạ tựa hồ không như vậy rõ ràng, mà đứng ở bên cạnh Phượng Hạo Hiên là lần đầu tiên tham chiến, nhưng lại chưa bao giờ từng có lui ra phía sau. Cùng mặt khác hoàng tử so sánh với Phượng Hạo Hiên đích xác càng thêm ưu tú. Dịch Thủy Hàn tuy rằng thân bị trọng thương lại vẫn là kiên trì mang thương xuất chiến, trên người máu tươi không ngừng chảy trở lại quân doanh. Phượng tuyệt trần việc đầu tiên đó là trở lại doanh trướng chính là như thế nào đều không có nghĩ đến doanh chướng bên trong đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bích hoàn sương khói nhìn ngã vào mép giường cách đó không xa người mà trên giường rỗng tích không có mục thanh ca nửa điểm tung tích sương khói vội vàng đi đến bích hoàn bên người đem nàng lật qua tới lại nhìn đến nàng bụng ngăn không được máu tươi đem nàng quần áo nhiễm hồng sắc mặt cũng là như cho tàn giống nhau sương khói sắc mặt kinh biến vội vàng đem ngón tay tìm được nàng cánh mũi dưới nhẹ nhàng thở ra đối với vương gia nói bích hoàn bị thương rất nghiêm trọng ngất xỉu phượng tuyệt trần mắt điếc tai ngơ hắn trong tầm mắt chỉ có kia rỗng tuyết giường đệm trong mắt sở ngưng tụ bão táp cũng sắp sửa tiến đến giống nhau bác lệ doanh trướng ly ca cười như thế nào đều không có nghĩ đến nam sở cư nhiên còn có xoay người cơ hội lập tức trực tiếp đem trên bàn đồ vật toàn bộ càn quét trên mặt đất rõ ràng đều sắp công thành phá địch lại sát ra một cái ký vân quân ký vân quân rốt cuộc là cái gì lai lịch lệ câu nói, là tiểu thư cửu vương phi người. Hắn lúc trước nghe được ký vân quân ba chữ liền cảm giác là lúc trước tân châu sơn tặc nhưng là vẫn luôn đều nói thêm cái gì rốt cuộc ở lệ câu đáy lòng cũng không hy vọng nam sở có việc. Không đơn giản là bởi vì phản bội, càng nhiều còn lại là bởi vì tưởng bảo hộ một người. Ly ca cười nhìn lệ câu lạnh giọng hỏi, tiểu cửu, chưa bao giờ nghe ngươi nói qua ký vân quân sự. Ký vân quân Lý Hổ cùng Triển Hạo vẫn luôn đều khắp nơi bên ngoài, cửu vương phi cũng đều là viết thư liên hệ bọn họ. Chuyện này phi thường bí ẩn, trừ bỏ bên người nàng xương khói cùng lang phong biết được ngoại cũng không có người biết. Chuyện này chính là thật sự. Tiểu thư đem ký vân quân sự tình xử lý phi thường bí ẩn, ngay cả vương gia đều không có nhiều lời một chữ. Ly ca cười nửa nheo lại tầm mắt nhìn lệ câu, có một số việc không cần vạch trần cũng đã biết một vài. Quốc sư đại nhân. Bên ngoài có người vội vàng đi vào tới quỳ gối ly ca cười trước mặt. Cửu vương tử, nói, nam sở trong quân doanh đã xảy ra đại sự. Ly ca cười nguyên bản không có nửa điểm hứng thú hiện giờ nghe thấy cái này nhưng thật ra tới hứng thú, ngay cả một bên bưng nước trà tiến vào lệ mẫn trên tay động tác đều tạm dừng một chút. Theo thám tử hồi bẩm nghe nói là nam sở cửu vương phi mất tích cửu vương ra bởi vậy nổi trận lôi đình, bên người mọi người đều ngăn không được tử thương nhiều người hạnh đến nhà nghèo hoa lão kịp thời xuất hiện lúc này mới chấn áp đặc biệt nổi điên cửu vương ra. Ly ca cười mày nhíu lại, lệ mẫn vội vàng đem trên tay đồ vật buông xuống hỏi, người nói cái gì? Nam sở cửu vương phi trước sau, này hào hào người sao có thể vô cớ trước sau đâu? Phu nhân, cụ thể tình huống cũng không biết được, hình như là có người thừa dịp phát run thời điểm đem người bắt đi. Nghe nói vẫn luôn trông coi ở cửu vương phi bên người một cái tỷ nữ bị thọc một đau, đến nay chưa tỉnh. Lệ câu đột nhiên đứng lên một phen nắm khởi người nọ cổ áo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì kêu đến nay chưa tỉnh, nàng thương có nghiêm trọng không? Tiểu thư không thích nhiều người hầu hạ, đi theo bên cạnh cũng chính là xương khói cùng bích hoàn, xương khói xuất chiến. Như vậy bồi ở bên cạnh chính là bích hoàn. Cái kia cấp dưới nhìn đến cửu vương từ đầy người sát khí bộ dáng tức khắc sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói. Tiểu cửu, lệ mẫn vội vàng đi đến lệ câu bên người, đem hắn kéo ra. Người bình tĩnh một chút, lệ câu hít sâu một hơi buông ra tay. Lệ mẫn đối với cái kia cấp dưới hỏi tình huống rốt cuộc thế nào. Hồi cửu vương tử, phu nhân, trừ bỏ điểm này tin tức rốt cuộc thăm không đến khác tin tức. Ly ca cười nhìn mắt lệ câu, sau đó vất tay sau đó người nọ lui ra. Lệ câu liền phải hướng bên ngoài đi đến, Ly ca cười lạnh lùng nói, người muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi xem nàng, nàng thương nhất định rất nghiêm trọng, ta muốn đi xem nàng tiểu cửu lệ mẫn nhìn hắn nghĩa vô phản cố bộ dáng vội vàng kêu lên. Ly ca cười từ phía sau phi thân trở lệ câu đường đi, người điên rồi không thành, đừng nói người liền nam sở đại doanh còn không thể nào vào được. Liền tính ngươi đi vào đi, ngươi cho rằng Phượng Tiệt Trần sẽ dễ dàng buông tha ngươi, lệ câu ngươi hiện tại đã không phải cái kia hoa trì, ngươi là lệ câu, chúng ta bắt lệ cửu vương tử. Ừ. Trên người của ngươi trọng trách muốn so bất luận kẻ nào đều trọng. Lệ Câu hung hăng nhắm mắt lại, nắm chặt xong quyền gân xanh nhô lên. Lệ Mẫn đã đi tới sau đó ý bảo Ly Ca gửi đi ra ngoài, nàng có chút lời nói hướng đơn độc cùng Lệ Câu nói nói. Lệ Mẫn đem Lệ Câu kéo đến bên cạnh ngồi xuống. "Tiểu Cửu, tỷ tỷ biết ngươi thích cái kia kêu Bích Hoàn nha đầu, nhưng là tiểu Cửu thân phận của ngươi không giống nhau." Tỷ tỷ cũng cũng không có bởi vì cái này mà ngăn cản ngươi cùng nàng ở bên nhau, nếu Bích Hoàn nguyện ý tới chúng ta bắt lệ, tỷ tỷ tất nhiên đôi tay tán thành nàng ở cạnh ngươi lệ câu lắc đầu nói nàng sẽ không nói đó là cười khổ liên tục ở người khác xem ra bích hoàn phản bội quá nguyên chủ nhân là cái không đáng tín nhiệm người nhưng là đối với ta mà nói bích hoàn chỉ cần là thiệt tình thực lòng nhận chủ liền sẽ so bất luận kẻ nào đều phải trung tâm nàng sẽ không phản bội nàng quốc gia càng sẽ không bởi vì ta mà phản bội giống như là ta sẽ không bởi vậy mà phản bội bắc lệ giống nhau cho nên đoạn cảm tình này trung quy là một cái giữ lại không được sai lầm lệ mẫn ôn nhu sờ sờ lệ câu đầu mấy năm nay nàng ngủ say mà lệ câu liền vẫn luôn đi theo ca cười tuy rằng không biết ca cười là như thế nào dạy dỗ lệ câu nhưng là lệ mẫn biết lệ câu sờ thừa nhận tất nhiên là người khác đều phải nhiều tiểu cửu rất nhiều chuyện là nói không chừng ngươi xem tỷ tỷ không cũng hôn mê nhiều năm như vậy mới tỉnh lại cho nên a à, về sau sự tình ai cũng không biết ngươi nhân sinh còn trường mà nàng nhân sinh cũng còn trường tiểu cửu ngươi sinh ra chú định là không tầm thường phụ vương đối với ngươi cùng người khác không giống nhau ngươi có biết năm đó bởi vì có tân vương hậu cho nên lệ câu ở vừa sinh ra liền bị phụ vương nhẫn tâm vứt bỏ ở lang đôi bên trong kỳ thật còn lại là gọi ca cười cứu hắn chế tạo ra lệ câu chết giả lúc này mới bảo vệ lệ câu tánh mạng Phụ Vương nhìn như đối với ngươi tàn nhẫn, kỳ thật đối với ngươi yêu quý tri tâm so bất luận kẻ nào đều phải nhiều, hắn hy vọng ngươi có thể kế thừa đại thống, cho nên lần này trở lại Bắc Lệ. Ngươi còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, trong lúc này không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Tỷ tỷ ta biết, hắn sẽ không quên Tân Vương hậu gây ở hắn mẫu thân trên người thống khổ, sẽ không quên phụ Vương bất đắc dĩ, sẽ không quên chính mình là Bắc Lệ cửu vương tử. Lệ Mẫn ôn nhu nhìn lệ câu, tỉ tỉ tin tưởng Bích Hoàn khẳng định không có việc gì, hiện tại nguy hiểm nhất hẳn là Thanh Ca, rốt cuộc là ai cư nhiên dám xâm nhập yển mương doanh chướng bắt đi Thanh Ca. Ta tưởng người này sẽ không thương tổn cửu vương phi, ân, lệ mẫn hơi hơi nhướng mày. Nếu là là thương tổn tiểu thư người, lúc ấy hẳn là tốt nhất xuống tay, nhưng là người này lại trực tiếp đem tiểu thư bắt đi, hẳn là có mục đích khác. Lệ mẫn gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng, mà ly ca cười đồng dạng không nghĩ ra là ai cư nhiên có cái này can đảm đem người bắt đi, người này làm như thế bí ẩn, sau lưng thế lực tất nhiên cường đại. Đây mới là phượng tiệt trần nhất bạc nhược thời điểm, lúc này động thủ hẳn là tốt nhất, nhưng là ly ca cười không có xem nhẹ hiện giờ quân lính tan giã tam quân. Huống chi nam sở không đơn giản chỉ có một phượng tiệt trần, còn có dịch thủy hàn, đồng dạng ký vân quân cũng không phải dễ chọc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 415, Nhi thần bất quá là muốn noi theo phụ hoàng. Hai tháng trong vòng, Đồng Ly, Bắc Lệ, Tây Duyên đồng thời nộp lên đầu hàng thư, ngừng chiến. Phượng Hạo Hiên còn lại là ở hơn một tháng trước liền chỉnh đốn hào hồi kinh. Yển Mương Thành, Dịch Thủy Hàn Thương đã khôi phục thực hảo, trực tiếp hướng về Phượng Tiệt Trần nơi mà đi. Phòng Ngâm cùng Phong Viên canh giữ ở cửa. Phòng Ngâm cùng Phong Viên nhìn đến Dịch Thủy Hàn lúc sau hơi hơi gật đầu. Phượng Tiệt Trần ngồi ở ghế trên trong tay cầm một cái xấu xấu túi tiền. Suốt hai tháng, thanh ca người này giống như là nhân gian biến mất giống nhau, rốt cuộc tìm không thấy nàng tung tích chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Phượng Tiệt Trần liền cảm giác đau đầu không thôi, gắt gao nhéo trong tay túi tiền, thanh ca. Môn bị mở ra, dịch thủy hàn nhìn đến ngồi ở chỗ kia sắc mặt âm trầm Phượng Tiệt Trần. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, tự hồ lần đầu tiên nhìn đến ngươi dáng vẻ này. Dịch Thủy Hàn biết hắn phi thường để ý Mục Thanh Ca. Có thể nói Mục Thanh Ca ở trong lòng hắn có không người lay động địa vị. Nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến hắn sẽ bởi vì một cái Mục Thanh Ca mà điên cuồng, nghĩ hai tháng trước tình cảnh, Dịch Thủy Hàn trong lòng còn mang theo run ý. Nếu không có không phải hoa lão kịp thời đuổi tới, nam sở đại quân không có chết ở quân địch dưới, liền phải là ở hắn trong tay. Phượng tuyệt trần mặt vô biểu tình. Hoàng thượng đã hạ chỉ làm ký vân quân trở thành nam sở cường binh. Hơn nữa đơn độc một mạch thuộc sở hữu quyền ở trong tay của ngươi. Dịch Thủy Hàn nói, trước mặt Phượng Tiệt Trần như gũ mặt vô biểu tình, Dịch Thủy Hàn tiếp tục nói, Hoàng thượng hạ mật chỉ. Làm vương gia lập tức hồi kinh, việc này sự tình quan khẩn cấp còn thỉnh vương gia lập tức nhích người. Thanh ca có tin tức sao? phong ngâm chậm rãi đi vào tới hiện giờ nhìn vương gia phong ngâm đám người trong lòng như cũ mang theo không thể xóa nhòa sợ hãi hai tháng trước hắn cùng phong viên đám người cơ hồ đồng thời bị vương gia đánh thành trọng thương nhất nghiêm trọng chính là mặc ngôn đã hơn hai tháng như cũ vô pháp xuống giường vương gia vương phi còn không có tin tức bích hoàn là ở xong việc ba ngày sau tỉnh lại nàng chỉ nhìn đến một cái hắc y nhân tiến vào vẫn chưa thấy rõ người kia tướng mạo liền đã bị bị đả thương Hiện giờ Phượng Tuyệt Trần đã không giống hai tháng trước như vậy làm người cảm thấy sợ hãi. Phượng Tuyệt Trần nhắm mắt lại. Vương gia, người đã ở Yển Mương đãi hai tháng. Hiện giờ kinh đô thay đổi bất ngờ, người nếu là không quay về chỉ sợ sự tình sẽ đại loạn, vương gia thỉnh vì đại cục suy xét. Nói như vậy hai tháng trước dịch Thủy Hàn liền nói qua. Nhưng là hắn thở ơ, chính là muốn nơi này tìm hai tháng, mà hiện giờ kinh đô tình huống đã không giống nhau. Phòng ngâm đi theo nói, vương gia, xin nghe từ dịch tướng quân chi ngôn khởi hành hồi kinh đi, vương phi việc phong ảnh cùng phong viên sẽ tiếp tục lưu lại nơi này điều tra. Dịch thủy hàn nói, vương gia, hoàng thượng ở mật chỉ thượng nói thân thể đã không hào. Chỉ còn chờ vương gia trở về thấy vương gia cuối cùng một mặt, vương gia, hoàng thượng là ngài thân ca ca a, hoàng thượng mật chiếu hai tháng đêm đã truyền đạt không dưới năm lần. Có thể thấy được hoàng thượng thân thể đã càng ngày càng ác liệt phượng tuyệt trần rốt cuộc có biến hóa đem trong tay túi tiền thật cẩn thận thu hồi khởi hành hồi kinh đêm khuya kinh đô hoàng cung ngự thư phòng trạm đế biên ho khan biên viết xuống mật chiếu hoàng thượng vương gia đã ở trên đường ít ngày nữa liền có thể đến kinh đô trạm đế rốt cuộc vui mừng gật gật đầu rồi sau đó đem trong tay mật chỉ giao cho an công công này phân mật chỉ ngươi tiểu tâm bảo quản không được làm bất luận kẻ nào phát hiện nó tồn tại tìm một cơ hội đem mật chỉ giao từ khụ 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 tuyệt trần Hoàng thượng, An Công Công nhìn Hoàng thượng khụ xuất huyết bộ dáng cả kinh kêu lên. Chạm đế duỗi tay ngăn cản An Công Công nói chuyện, hắn dựa vào trên long ỷ Khóe miệng máu tê nhìn thấy ghê người, chấm, khụ khụ khụ, chỉ sợ đợi không được tuyệt trần. Hoàng thượng, vương gia lập tức liền đến, ngài nhất định phải kiên trì trụ A. À. Hiện giờ triều cục trên dưới, cơ hồ đều ở hiên nhi trong khống chế, ngay cả dực nhi cùng càng quý phi đều không phải đối thủ của hắn, khụ 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 chấm mấy năm nay thật đúng là coi khinh hắn chỉ tiếc chẫm đã không có tinh lực còn chưa nói chuyện liền ngất qua đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, người tới a, à, mau truyền từ thái y an công công cả kinh kêu lên. Trạm đế ngã xuống, Phượng Hạo Hiên nhìn long sàng phía trên hôn mê trạm đế. Sau đó chậm rãi đi qua đi ngồi ở bên cạnh, ở sở hữu hoàng tử bên trong hắn là nhất giống phụ hoàng, không chỉ có là tướng mạo ngay cả tính tình đều là giống nhau đối với cái này phụ hoàng phượng hạo hiên cũng không có nhiều ít cảm tình hắn từ có ký ức bắt đầu phụ hoàng tại bên người nhật tử liền rất ít niên thiếu hắn liền thích du lịch thiên hạ quên hoàng cung hết thảy bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy chính mình là tự do tuyệt trần mơ mơ màng màng bên trong trạm đế gọi phượng hạo hiên sắc mặt khẽ biến từ nhỏ đến lớn sở hữu hoàng từ bên trong đều không có ai có thể đủ được đến phụ hoàng làm bạn cùng yêu thương lại chỉ có hoàng thúc phụ hoàng từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, đãi hắn so với chính mình nhi tử còn muốn hảo tự hắn hiểu chuyện thời điểm. Ma ma liền nói cho hắn ở nam sở bất luận kẻ nào đều có thể đắc tội, chỉ có cửu vương ra là ngàn vạn không thể đắc tội nha. Tuyết nhi đừng đi. Phượng hạo hiên giữa mày vừa động. Quả nhiên ở phụ hoàng trong lòng nhất để ý hai người một cái đó là Phượng Tiệt Trần, một cái đó là Vân Dung Tuyết, bất đồng còn lại là một cái là đệ đệ, một cái là âu yếm nữ nhân. Đều nói Hoàng Thất Nam Nhi không có chân tình tồn tại, nhưng là chỉ có chính bọn họ mới biết được đáy lòng người kia. Chạm đế mơ mơ màng màng, màng mở to mắt ở hắn trong ấp bên trong vẫn là ấn vân dung tiết kiên quyết khuôn mặt như vậy lóa mắt mỹ lệ một khuôn mặt lại tràn ngập hận ý nhìn chính mình, làm hắn run sợ. Đãi thấy rõ mép giường người, chạm đế đột nhiên nhíu mày, hiên nhi ngươi như thế nào ở chỗ này. Phụ hoàng, vừa rồi từ thái y đã vì phụ hoàng trần trị qua. Chạm đế thân thể tới rồi cái gì đồng ruộng hắn sớm tại hai tháng trước liền đã biết cho nên mới sẽ tại đây hai tháng nội vẫn luôn thúc giục phượng tiệt trần vào kinh phụ hoàng suy nghĩ cái gì nhi thần đều đã biết chi tiết hoàng thúc hiện tại còn ở trên đường tới kinh đô nhanh nhất cũng yêu cầu ba ngày thời gian phụ hoàng vẫn là không cần tưởng hắn người 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 muốn làm cái gì chạm đế lạnh mặt nhìn phượng hạo hiên phụ hoàng yên tâm, nhi thần tiệt kế sẽ không đối phụ hoàng làm cái gì bất lợi sự tình, hiện giờ hết thảy đều ở nhi thần trong khống chế, nhi thần căn bản không cần làm điều thừa. Chạm đế dù cho tiểu tụy bất kham một đôi mắt lại cũng tinh quang lấp lánh. Phụ hoàng còn nhớ rõ trước kia nói, người đã nói nhi thần nhất giống ngươi. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính tình, nhi thần lúc trước còn không cảm thấy, bất quá hiện tại càng thêm cảm thấy phụ hoàng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau dùng cường ngạnh thủ đoạn đem vân dung tuyết lưu tại bên người nhi thần nhất định sẽ noi theo phụ hoàng người người hoàng thúc vì thanh ca có thể không màng giang sơn xã tắc càng không để bụng phụ hoàng ngôi vị hoàng đế chính là nhi thần để ý bởi vì nhi thần biết chỉ có ngồi vào cái kia vị trí mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật nhi thần muốn chưa bao giờ biến quá hắn chỉ nghĩ muốn Mục Thanh Ca ti rằng Mục Thanh Ca mất tích nhưng là Phượng Hạo Hiên biết nàng nhất định sẽ trở về. Mà hắn chỉ có bảo đảm chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế mới có thể làm cái gì muốn làm sự tình. Người thích nữ nhân cư nhiên là Mục Thanh Ca. Không sai, Nhi Thần thích nàng, ngay từ đầu Nhi Thần thích đó là nàng, Nhi Thần biết nàng trong lòng chỉ có hoàng thúc. Nhưng là Nhi Thần sẽ không từ bỏ. Người, đây là đại nghịch bất đạo. Nhi Thần bất quá là muốn nói theo phụ hoàng nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 416, năm đó bí sử. Trạm đế lại mới lúc này cười một chút, sau đó lắc đầu nói, người sẽ không như nguyện, mục thanh ca không phải vân dung tuyết mà tuyệt trần cũng tuyệt đối không phải cái thứ hai mục nguyên. Không thử xem như thế nào biết chạm đế như thế nào đều không có dự đoán được Phượng Hạo Hiên tích người cư nhiên sẽ là Mục Thanh Ca nhìn đứa con trai này dần dần trở nên giữ tợn khuôn mặt chạm đế bất đắc dĩ lắc đầu. Tình này một chữ không biết bị thương bao nhiêu người. Hoàng hậu đã biết được Hoàng thượng bệnh tình nghiêm trọng tin tức lập tức thực trực tiếp đi tới. Phượng Hạo Hiên vừa vặn từ tầm cung ra tới nhìn đến nghênh diện mà đến Hoàng hậu giữa mày hơi chọn nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Mẫu hậu đêm khuya mà đến chính là có chuyện quan trọng tìm phụ hoàng. Bất quá phụ hoàng đã ngủ hả? Hoàng hậu nhàn nhạt quét mắt Phượng Hạo Hiên, Phượng Hạo Hiên, bổn cung thật đúng là coi khinh ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng thật ra có thể bất động thần sắc a. À. Mẫu hậu khoe khoang nhi thần thẹn không dám nhận. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Mẫu hậu nhi thần vừa rồi đã nói qua, phụ hoàng đã nghỉ. Phượng Hạo Hiên ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn cung biết rõ rõ ràng, nếu là đặt ở trước kia bổn cung tất nhiên sẽ nghĩ cách nhưng là hiện giờ. Bổn cung ra sao loại tình huống ngươi còn nhìn không ra tới sao? Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng là muốn hiểu biết nhiều năm như vậy tâm nguyện. Mẫu hậu thình, Phượng Hạo Hiên cuối cùng vẫn là nhượng bộ ý bảo Hoàng hậu đi vào đi, Hoàng hậu nhìn mắt như cô cô, như cô cô hơi hơi gật đầu ở cửa chờ cũng không có đi vào mà Phượng Hạo Hiên còn lại là theo đuôi Hoàng hậu, lại không có đi vào trong điện. Thần tiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu đi đến mép giường chậm rãi quỳ xuống, trên giường người cũng không có động tĩnh. Hoàng hậu ngước mắt nhìn mắt Hoàng thượng, rồi sau đó lập tức đứng lên, nhìn trên giường già nua vô lực Hoàng thượng, khóe môi hơi hơi dơ lên, bất chi bất giác nhiều năm như vậy đều qua đi thần tiếp lại mơ hồ còn nhớ rõ năm đó cái kia khí phách hăng hái nắm chắc thắng lợi nam nhân hiện giờ ngươi lại biến thành cái dạng này chạm đế lạnh mặt vẫn chưa nhiều lời hoàng thượng nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ đối hậu cung trung nữ nhân động quá nửa điểm tâm tư lại cũng nên biết có chút người tâm tư căn bản là không ở trên người của ngươi tỷ như dương yên vân hoàng hậu nhàn nhạt nói ra một cái tên chạm đế lúc này mới nhìn về phía hoàng hậu làm ngươi nhiều năm như vậy tới ân sủng đối nhiều nữ nhân nàng tâm trước nay đều không ở hoàng thượng trên người liền giống như hoàng thượng tâm vẫn luôn đánh rơi ở người khác trên người giống nhau hoàng thượng có biết dương yên vân trong lòng nam nhân kia là ai chạm đế liên tục ho khan thần tiếp còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ không để ý đâu không nghĩ tới hoàng thượng cảm xúc cư nhiên như thế to lớn a à, là bởi vì dương yên vân tính tình cùng vân dung tiết nhất giống đi đều là như vậy cùng thế vô tranh, cho nên nhiều năm như vậy tới ngươi đối nàng ân sủng trước nay đều không giảm, chính là ngươi lại không biết Dương Yên Vân cùng Vân Dung tuyết đích xác rất giống. Các nàng ngay cả thích nam nhân đều là giống nhau. Chạm đế nhớ tới Dương Quý Phi, hắn cho nàng tối cao ân sủng, dù cho hắn sủng ái nữ nhân khác lại cũng sẽ không quên Dương Quý Phi, thật là bởi vì nàng tính tình cùng người nọ nhất giống. Lại không có nghĩ đến hắn ái nữ nhân ái chính là Mục Nguyên, hắn Dương Quý Phi ái nam nhân vẫn là Mục Nguyên loại mùi vị này không dễ chịu đi. Dương Yên Vân rất sớm liền thích Mục Nguyên, chỉ tiếc lúc ấy Mục Nguyên bên người đã có Vân Dung Tuyết mà liền ở cái này Hoàng thượng ngươi lại cưới nàng. Như vậy năm qua nàng không tranh không đoạt không phải bởi vì khác mà chỉ là bởi vì ngươi không phải nàng sợ ái mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần thiếp biết Vân Dung Tuyết đúng vậy thời điểm Hoàng thượng âm thầm điều tra quá nàng nguyên nhân chết đương nhiên không ngừng là Hoàng thượng mục tướng cũng âm thầm điều tra đã nhiều năm cuối cùng vẫn là chỉ có thể quy về khó sinh sau lại mới biết được nguyên lai triệu mẫn thanh hoa hồng tây tặng hại vân dung tuyết lại không biết năm đó triệu mẫn thanh hoa hồng tây tặng chỉ hạ sát vân dung tuyết trong bụng thai nhi dược liều thuốc năm đó triệu mẫn hoàn trả không có cái kia lá gan dám giết vân dung tuyết cho nên nàng chỉ hạ một chút hoa hồng tây tặng đoạn đoạn nếu không vân dung tuyết mệnh chỉ là chuyện này bị ngay lúc đó dương yên vân đã biết Dương Yên Vân xuống tay nhưng thật ra phi thường quyết đoán, đổi triệu mẫn thanh dược hạ liều thuốc đủ để muốn vân dung tuyết mẹ con mệnh. Khụ 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 chạm đế nghe được lúc sau đột nhiên ho khăn, tiện nhân. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là Dương Yên Vân, cái kia hắn sủng ái 20 năm nữ nhân cư nhiên. Ngoại điện bên trong phượng hạo hiên sắc mặt kinh biến, hắn không nghĩ tới cư nhiên là mẫu phi, rốt cuộc minh bạch mẫu phi vì sao đối mục thanh ca như vậy hảo cũng rốt cuộc minh bạch mẫu phi vì sao không cho phép chính mình cùng mục thanh ca ở bên nhau hoàng hậu nhìn chạm đế như vậy bộ dáng vừa lòng cười không đơn giản chỉ là như thế vân dung tuyết là cỡ nào thông minh người bởi vì an thai cho nên nàng cũng không uống người khác đưa tới dược cho nên năm đó dù cho là dương yên vân cũng rất khó đắc thủ là thần thiếp thần thiếp cố ý tới rồi tướng phủ đem kia một chén hoa hồng tây tặng tự mình đút cho vân dung tuyết Vân Dung Tuyết khi ta là tỷ muội tự nhiên sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Người chạm đế hổ mắt đột nhiên trừng lớn, mắt thấy liền phải bỏ dậy bóp chết hoàng hậu, lại chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường ho ra máu. Nếu là hắn có sức lực chỉ sợ thật sự xông lên đi bóp chết hoàng hậu, sau đó xử tử dương quý phi. Hoàng thượng không nên gấp gáp. Thần tiếp nói còn không có nói xong đâu hoàng hậu doanh doanh cười, nói, năm đó hoàng thượng đối vân dung tiết nhất định phải được không màng lễ giáo đem nàng cường lưu trong cung. liền tính là vân dung tiết mang thai, trong bụng hài tử lại cũng chịu khổ ngươi độc thủ. Chính là sau lại, hoàng thượng chỉ sợ không có nghĩ tới vân dung tiết tái sinh mục thanh ca phía trước kỳ thật còn hoài một lần có thai, sinh hạ một cái nhi tử. Chạm đế đột nhiên chừng lớn đôi mắt, trong mắt không khỏi mang theo ba phần kinh hỉ đứa bé kia chẳng lẽ là đêm hôm đó. Ngươi ở nàng chén thuốc bên trong bỏ thêm tán, cửa ngạnh vân dung tuyết, vân dung tuyết phát hiện chính mình mang thai lúc sau không dám nói cho mục nguyên, liền nói cho ta. Nàng biết đứa nhỏ này không thể lưu. Chính là vân dung tuyết từ trước đến nay mềm lòng, dù cho nàng hận cực kỳ ngươi, cũng sẽ không tàn hại chính mình hài tử, cho nên năm đó có nửa năm vân dung tuyết là đãi ở cảm nghiệp chùa. Mọi người đều cho rằng nàng là trốn tránh ngươi, kỳ thật nàng là sợ bại lộ chính mình mang thai sự tình. Vân Dung Tuyết biết nếu đứa nhỏ này bị ngươi biết được, ngươi tất nhiên rốt cuộc cố kỵ không được mặt khác, đem nàng cường nạp trong cung vì phi, cho nên nàng không thể bị ngươi biết được. Khụ 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 con của chúng ta chạm đế không nghĩ tới Vân Dung Tuyết cư nhiên từng có bọn họ hài tử, nếu là như vậy, đứa bé kia hẳn là còn sống trên đời mới đúng, Trẫm nhi tử. Không sai, nàng sinh hạ một cái nhi tử, rất là đáng yêu phấn nộn hài tử, lớn lên cực kỳ giống hoàng thượng, Vân Dung Tuyết đem hài tử giao cho ta, làm ta phái người đem hài tử đưa ra đi đừng làm bất luận kẻ nào biết. Người, người đem chậm nhi từ thế nào? Chạm đế nộ mục tương trừng. Ha ha a thần thiếp mới vừa phùng tang tử, sao có thể làm nàng hài tử dễ chịu thần thiếp so bất luận kẻ nào đều minh bạch nếu người biết đứa nhỏ này tồn tại ngươi sẽ như thế nào? Người chỉ sợ sẽ đem sở hữu hết thảy đều để lại cho ngươi cùng con trai của nàng. Thần thiếp sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Cho nên ở Vân Dung Tuyết đem hài tử giao cho thần thiếp thời điểm, thần thiếp liền thân thủ chết chìm hắn, như vậy đáng yêu tiểu hài tử ở chậu nước bên trong phát ra thấp thấp thanh âm. Hai tay hai chân đều dãy giụa, thật là đẹp cực kỳ. Hoàng hậu cơ hồ điên cuồng nghĩ nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 417: Thức tỉnh. Trạm đế đột nhiên phun ra một búng máu nghĩ chính mình nhi tử, hắn cùng vân dung tuyết hài từ cứ như vậy bị nữ nhân này giết. Chạm đế cũng không biết nơi nào tới lập tức trực tiếp từ trên giường bò dậy hung hăng đẻ ở hoàng hậu trên người, đôi tay gắt gao bóp chặt hoàng hậu cổ tiện nhân, ngươi cùng chẫm đi tìm chết. Ngươi còn chẫm nhi tử, ngươi còn chẫm nữ nhân, chẫm bóp chết ngươi. Hoàng hậu sắc mặt đỏ bừng không thôi, hít thở không thông bỏ mạng cảm giác làm nàng không tự giác chừng lớn đôi mắt lớn lên miệng chính là nhìn trên người giữ tợn khuôn mặt nam nhân nàng thâm ái nhiều năm nam nhân, hoàng hậu nước mắt rồi lại chảy ra, khóe miệng lại phi dương, vân dung tiết đời này bị hai cái nam nhân hủy diệt rồi, một cái là nàng sợ ái. Một cái chính là nàng sợ hận, phượng tiệt chạm ngươi không cần vọng tưởng cùng nàng gặp gỡ, nàng hận thấu ngươi. Chạm đế sắc mặt càng thêm dữ tận, đôi tay sức lực đột nhiên tăng lớn. Hoàng hậu ánh mắt bắt đầu chậm rãi tan dã mà khai. Nàng nhớ rõ chính mình thanh xuân như hoa nở thời điểm, nhớ rõ ở khăn voan nhấc lên thời điểm nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này thời điểm. Như vậy ôn nhu đêm là nàng cả đời này đẹp nhất hồi ức chỉ tiếc người nam nhân này vĩnh viễn không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu hắn. Hoàng hậu tay chậm rãi từ trên vai hắn chảy xuống nàng cả đời tràn ngập cực khổ cùng nước mắt rốt cuộc muốn kết thúc. Mà chạm đế ngã vào một bên, ngực dồn dập phập phồng. Nàng hận chậm tuyết nhi không cần hận chậm, chậm liền tới cho ngươi chuộc tội ngoại điện bên trong phượng hạo hiên đi vào tới liền nhìn đến đế hậu song song ngã trên mặt đất hắn phụ hoàng rốt cuộc đi rồi có lẽ ở cuối cùng một khác hắn là thỏa mãn cho nên hắn khóe miệng mang theo một sợi nhợt nhạt rồi lại vừa lòng mỉm cười hoàng thượng băng hà hoàng hậu tương tùy mà đi nam sở đại tang mỗi nhà mỗi hộ đều mặc vào tang y mà tự nhiên ở trong triều nhất để ý chính là ngôi vị hoàng đế kế thừa theo lý mà nói rất nhiều người tự nhiên đều là ủng lập cửu vương gia nhưng là hiện giờ cửu vương gia lại chưa hồi kinh mà đi đại đa số người đều biết hoàng thượng triệu cửu vương gia vào kinh nhiều lần chính là cửu vương gia lại bởi vì một nữ nhân mà trì hoãn bao nhiêu người vẫn là có người không dối gạt mà hiện giờ cửu vương gia chưa về tự nhiên trong triều người đều thiên hướng tam hoàng tử quốc không thể một ngày vô quân lại nói hoàng thượng hậu sự cũng yêu cầu người xử lý thần cả gan ủng lập tam hoàng tử vì đế tam hoàng tử nhân phẩm quý trọng lại là trường tử hoàng thượng bệnh nặng vẫn luôn là tam hoàng tử giám quốc lý nên tam hoàng tử kế vị vài vị đại nhân lời này sai rồi cửu vương gia hiện giờ liền phải trên đường ít ngày nữa liền muốn tới đặt không bằng chờ cửu vương gia trở về liêu đại nhân quốc không thể một ngày vô quân hơn nữa cửu vương gia trở về lại có thể làm cái gì cửu vương gia là tiên hoàng chi tử hiện giờ là hoàng thượng băng hà tự nhiên nên từ hoàng thượng con nối dõi kế thừa trong chiều vài vị đại thần tranh phong tương đối mà nhất an tĩnh chỉ sợ cũng là phượng nguyệt minh đi trong một đêm hắn phụ hoàng mẫu hậu đều đi rồi đối với ngôi vị hoàng đế hắn đã không có như vậy để ý bất quá hắn cái này tam ca thủ đoạn lại làm người kinh ngạc cảm thán độc trưởng triều chính đem phượng lan rực phái ra đi kinh đô vùng ngoại ô sườn núi nhỏ hai tòa lùn mồ trước mặt đứng một người nam nhân Tuyết Nhi, hắn đã chết, hắn rốt cuộc đã chết mục nguyên nói, ngôn ngữ bên trong mang theo ba phần cảm thán, vài phần hận ý, một phần bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy, hắn vi thần nhiều năm như vậy. Vẫn luôn trung thành và tận tâm, chính là nhưng vẫn nghĩ hắn chết. Chính là nói đến cùng Tuyết Nhi chết, cuối cùng muốn người phụ trách chính là hắn, mà không phải nam nhân kia. Hắn này một đôi tay căn bản là bảo hộ không được chính mình thê tử. Tuyết Nhi Thanh ca mất tích hai tháng, ngươi nhất định phải phù hộ nàng bình bình an an. Ở một gian tráng lễ huy hoàng rồi lại tăng thêm vài phần cổ kính cung điện bên trong. Mềm mại giường đệm phía trên nằm một cái ngủ say chung nữ tử. Mà ở ngoại điện chỗ thân xuyên minh hoàng sắc quần áo nam nhân ngồi ở giường nệm phía trên, ngón tay thon dài lướt qua bạch sứ chén trà cái nắp. Mà mới từ nội điện ra tới dâu bạc lão nhân ngự y tất cung tất kính cho hắn hành lễ thái từ điện hạ. Như thế nào, Hiên viên lãng ngưng thanh hỏi. Công chúa mạch tượng vững vàng, dược đã khởi đến tác dụng, trong bụng thai nhi cũng không có việc gì. Thực hảo, hiền viên lãng vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó lập tức đứng dậy đi đến nội điện, nhìn nằm ở trên giường hôn mê nữ tử kia nhô lên bụng là như vậy rõ ràng. Bên cạnh hầu hạ tỳ nữ nhìn đến hiên viên lãng tiến vào lúc sau hành lễ rồi sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Hiền viên lãng ngồi vào mép giường, ôn nhu nhìn trên giường người, thanh ca ta nói rồi chúng ta sẽ gặp lại, người trung quy vẫn là sẽ trở về chúng ta bên người. Làm mục thanh ca trăm phương nghìn kế sẽ tới bọn họ bên người, hiền viên lãng đám người kế hoạch thật lâu, thật vất vả tìm được lần này giao chiến cơ hội. Vừa vạn nàng lại vì cứu phượng tuyệt trần mà lâm vào hôn mê bên trong, đây là tốt nhất mang nàng rời đi cơ hội. Mục thanh ca lại lần nữa tỉnh lại đã là ba ngày sau sự tình đau quá đầu đau đớn làm mục thanh ca nhịn không được chống đầu ngồi dậy sau đó chậm rãi mở to mắt lại là một mảnh xa lạ địa phương mục thanh ca chừng lớn đôi mắt đây là nơi nào nàng không phải bởi vì trị liệu người bệnh mà bị hoạn có bệnh nhân tâm thần thọc một đau sao hiện giờ không phải hẳn là ở bệnh viện sao a à đường cúi đầu trong nháy mắt kia hoàn toàn mê đi nàng cái này bụng là chuyện như thế nào khi nào nàng bụng biến lớn như vậy thực mau mục thanh ca liền phản ứng lại đây nàng bụng không phải biến lớn như vậy mà là mang thai ai có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh sự tình gì nàng bất quá chính là bị người thọc một đao như thế nào tỉnh lại bụng đã bị người lộng lớn hơn nữa cái này địa phương cổ kính công chúa ngài tỉnh lạp bên ngoài nghe được thanh âm tì nữ vội vội vàng vàng mới vừa tiến vào nhìn đến từ trên giường ngồi dậy người lập tức hưng phấn nói thật sự là quá tốt ta lập tức đi thông chi thái tử điện hạ công chúa thái tử điện hạ Chờ hả, mục thanh ca vội vàng ngăn lại kêu lên. Công chúa, rốt cuộc phát sinh sự tình gì không, phải nói ta rốt cuộc là ai? Ngài là công chúa A tỷ nữ mở to tròn xoe hai con mắt nhìn mục thanh ca. Công chúa, cái gì triều đại cư nhiên còn sẽ có công chúa, mục thanh ca không thể hiểu được đứng lên. Cái kia cơ linh tỷ nữ vội vàng nâng nàng, mục thanh ca trực tiếp đẩy ra nàng đi vào gương trước mặt nhìn đến kia trương Mỹ không dính khói lửa phàm tục mặt đủ để thiên hạ sở hữu nam nhi nhưng là mục thanh ca cũng không có bởi vậy mà vui vẻ gương mặt này quá xa lạ công chúa ngài làm sao vậy ngài nhưng đừng dọa nô tì a à, tì nữ vội vàng đỡ mục thanh ca nói rốt cuộc sao lại thế này gương mặt này thân thể này căn bản là không phải chính mình hay là nàng xuyên qua công chúa mục thanh ca từ trước mặt cái này tì nữ thiếu thất trong miệng biết được nàng là đông ly trưởng công chúa hiên viên giao cơ nữ nhi hiên viên thanh ca, bị phong làm thấm dương công chúa, từ nhỏ cùng chính mình biểu ca thái tử điện hạ định ra hôn ước. Là sớm định ra thái tử phi, đến nỗi này trong bụng hài tử là thái tử điện hạ. Mục thanh ca nghe ngôn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai nguyên chủ như vậy nghiêu bức A, đông ly thấm dương công chúa, lại là thái tử phi. Bất quá định ra hôn ước còn chưa thành thân liền có hài tử, không nghĩ tới ở cổ đại cũng như vậy mở ra A bất quá đây chính là họ hàng gần kết hôn a à, này trong bụng hài tử nên không phải là dị dạng đi tưởng tượng đến nơi đây mục thanh ca tức khắc sần tóc gáy hận không thể chạy nhanh đem trong bụng hài tử xóa sạch công chúa người tỉnh lại tin tức thái tử điện hạ còn không biết đâu nô tỳ này liền đi thông chi nói xong vui sướng hướng về bên ngoài chạy tới mục thanh ca dựa vào đầu giường vô pháp tưởng tượng như vậy không thể tưởng tượng sự tình cư nhiên phát sinh ở chính mình trên người chỉ là không biết vì sao. Mục Thanh Ca cảm thấy đáy lòng trống trơn giống như có cái gì không nên quên đi sự tình bị quên đi giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 418, quên đi. Hiên viên lãng nghe được thiếu thất nói vội vội vàng vàng chạy tới. Mà Mục Thanh Ca nghe được thanh âm nghiêng đầu đánh giá cái này vội vàng tới rồi nam tử, là cái phi thường tuấn lãng nam nhân, thoạt nhìn hắn hẳn là phi thường để ý nguyên chủ, nếu không sẽ không như vậy vội vàng tới rồi. Mà mục thanh ca đối với người nam nhân này cũng có vài phần quen thuộc cảm giác chẳng lẽ là nguyên chủ lưu lại ấn tượng không thành. Thanh ca, hiền viên lãng nhìn đến mục thanh ca không việc gì làm ở nơi đó vội vàng đi qua đi tay không tự chủ được nắm lấy mục thanh ca hai tay. Mục thanh ca không thích người khác chạm vào nàng theo bản năng liền né tránh làm hiên viên lãng tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung hiên viên lãng đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo không nghĩ tới mất đi ký ức mục thanh ca như cũ không thích bị người đụng vào thanh ca ngươi còn nhớ rõ ta là ai tuy rằng biết rõ kết quả nhưng là hiên viên lãng vẫn là muốn xác định một chút mục thanh ca lắc đầu thiếu thất vùng ta đã nói rồi ngươi là của ta biểu ca hiên viên lãng đỡ mục thanh ca ngồi xuống bởi vì mục thanh ca có vài phần mâu thuẫn cho nên hiên viên lãng cũng không có quá mức tiếp cận mục thanh ca từ từ tới đi bọn họ chi gian có rất nhiều thời gian thanh ca ta không chỉ có là ngươi biểu ca vẫn là phu quân của ngươi mục thanh ca thần sắc một đốn không biết vì sao trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một bóng hình màu tím quần áo bóng dáng người nọ đưa lưng về phía chính mình thấy không rõ bộ dáng chính là đáy lòng sử dụng tới kích động là có ý tứ gì Thanh ca, hiền viên lãng thấy mục thanh ca cái dạng này nhan lại mày gọi. a à, không phải nói người ta chi gian còn không có thành thân sao? Như thế nào tính tượng là ta trượng phu, đáy lòng đều mang theo vài phần mâu thuẫn. Hiền viên lãng đem tay đặt ở mục thanh ca nhô lên trên bụng, mục thanh ca theo bản năng liền phải né tránh, chính là hiền viên lãng động tác thực mau ngăn lại nàng động tác thanh ca. Đây là con của chúng ta, hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú chính mình bụng. Mục Thanh Ca ở Đông Ly Đông Cung Thái từ chỗ tu dưỡng ba ngày, mỗi ngày cơ hồ lúc nào cũng có thể nhìn đến hiên viên lãng, nhưng là Mục Thanh Ca đối hắn lại không có nửa điểm cảm tình. Tuy rằng thiếu thất không biết một lần đối với nàng nói, nguyên chủ cùng hiên viên lãng cảm tình phi thường thâm, nhưng là nguyên chủ đã bị nàng Mục Thanh Ca sở thay thế. Tự nhiên sẽ không có cảm tình, nghĩ đến đây Mục Thanh Ca trong lòng liền tồn tại ái náy cảm. Hôm nay, hiên viên lãng mang theo Mục Thanh Ca đi vào Thái Hậu tẩm cung đồng ly thái hậu cả đời có hai cái nhi từ một cái nữ nhi đối cái này nữ nhi đặc biệt yêu thương ai biết nữ nhi lại mất tích nữ nhi mất tích lúc sau nàng cùng tiên hoàng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm không nghĩ tới đợi khi tìm được thời điểm sớm đã hương tiêu ngọc vẫn đồng ly thái hậu hiện giờ chỉ muốn nhìn một chút chính mình ngoại tôn nữ như vậy cũng hào cùng mất đi tiên hoàng công đảo nghe được lãng nhi đem người mang về tới thời điểm Đồng ly thái hậu không biết có bao nhiêu cao hứng, hận không thể lập tức liền đi gặp nàng, chính là thái y nói, phải hào hào tĩnh dưỡng không nỡ đánh nhiễu. Lúc này, nghe được lãng nhi mang theo nàng tới bái kiến, sớm liền ngồi ở chỗ kia ngẩng cổ chờ mong. Đồng ly hoàng thượng cùng tễ vương gia cũng đều ở, hiên viên lãng mang theo mục thanh ca mà đến. Vừa tiến đến, mục thanh ca liền phát giác cơ hồ tầm mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, hoàng thúc hiên viên lãng thỉnh an. Mục thanh ca nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không thói quen không nghĩ tới đầu còn không có phản ứng lại đây thời điểm thân thể liền đã làm ra động tác. Thanh ca tham kiến hoàng thượng thái hậu nương nương tễ vương gia. Động tác phi thường lưu loát sạch sẽ, mục thanh ca chính mình đều kinh ngạc. Thái hậu vội vàng duỗi tay tiếp đón mục thanh ca qua đi. Mục thanh ca hơi hơi trần chờ một chút chính là nhìn đến thái hậu dưng dưng mang theo kích động hai tròng mắt không tự chủ được đi qua. Thái hậu một phen kéo qua một thanh ca tay, giống, quá giống, ngươi cùng nương quá giống. Kích động rất nhiều nước mắt liền chảy xuống dưới. Một bên hoàng thượng biểu tình cũng mang theo kích động đối với cái này muội muội hoàng thượng cùng tế vương gia đều phi thường sủng ái. Mà phụ hoàng sau khi chết sau khi chết gì chỉ chung liền có ghi không tiếc bất luận cái gì đại giới nhất định phải tìm được muội muội. Cho nên bọn họ huynh để hai người hao hết tâm tư tìm kiếm không nghĩ tới người cư nhiên ở Nam Sở, trở thành Nam Sở mục tướng thê tử, chính là nghĩ năm đó thừa tướng phu nhân Sở chịu khổ, huynh đệ hai người trong lòng đều không dễ chịu. Chính mình sùng ái muội muội cư nhiên người khác như vậy dẫm đạp. Cho nên bọn họ huynh đệ hai người mặc kệ như thế nào đều phải đem mục thanh ca tiếp trở về, không tiếc hết thầy đại giới cũng muốn hào hào bảo hộ nàng. Mục Thanh ca từ thiếu thất trong miệng biết được nguyên lai mẫu thân của nàng ở rất nhiều năm trước liền mất tích, mà nàng cũng là ở không lâu trước đây bị tìm được mang về Đông Ly. Nhìn đến thái hậu nương nương như vậy, Mục Thanh ca biết nàng khẳng định là tưởng niệm chính mình nữ nhi. Mẫu hậu tuy rằng giao nhi không còn nữa, nhưng là Thanh ca còn ở, Thanh ca về sau sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hoàng thượng mở miệng nói, "Đúng vậy, hoàng tổ mẫu, Thanh ca về sau sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi." Thái hậu xoa xoa nước mắt, hảo, hảo. Sau đó là mục thanh ca ngồi ở chính mình bên cạnh. Nhìn mục thanh ca bụng mang theo một kia khác thường nói, người mang thai, về sau đều phải nhiều hơn chú ý thân thể. Sau đó nhìn nhìn kia liền hiên viên lãng, nói, lãng nhi sẽ không chiếu cố người. Còn ở ở tại ai ra nơi này, ai ra có thể chiếu cố ngươi. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi biết ngươi thập phần tưởng niệm thanh ca, nhưng là hiện giờ thanh ca mang thai, vẫn là làm thanh ca ở tại đông cung nhiều làm quen một chút đi. Thái hậu tự nhiên biết hiên viên lãng ý tứ, chỉ là thập phần luyến tiếp thanh ca. Hiên viên tế vân cùng hoàng thượng liếc nhau, lãng nhi nói không tồi, mẫu hậu ngươi rốt cuộc tuổi cũng lớn, vẫn là làm thanh ca đãi ở đông cung đi. Dù sao qua không bao lâu thanh ca cũng muốn gả vào đông cung, nói đến cũng nên chọn cái hảo thời gian. Hoàng huynh nói chính là, mẫu hậu cảm thấy đâu. Thái hậu nhìn mục thanh ca đang muốn gật đầu, mục thanh ca thực trực tiếp cự tuyệt nói, ta còn không nghĩ gả. Từ vừa mới bắt đầu mục thanh liền vẫn luôn không có mở miệng, không nghĩ tới một mở miệng cư nhiên chính là cự tuyệt, hiên viên lãng tay áo phía dưới tay lặng yên nắm lấy, mục thanh ca tiếp tục nói. Ta bụng lớn như vậy xuyên áo cưới nên khó coi, vẫn là chờ ta đem hài tử sinh ra đến đây đi. Hoàng thượng cùng hiên viên tế vân đều có chút lo lắng, tuy nói thái y đã ngắt lời mục thanh ca tuyệt đối sẽ không nhớ lại sự tình trước kia. Nhưng là vì nhiều hơn phòng bị vẫn là làm nàng cùng lãng nhi sớm một chút thành thân tốt nhất. Thái hậu lôi kéo mục thanh ca tay nói, thanh ca nói không tồi, chúng ta nữ nhân A à trong cuộc đời cuối cùng muốn đó là gả cái hảo nhi lang, thành thân sự tình cũng không thể qua loa đại khái. Vẫn là đại thanh ca sinh hạ hài tử rồi nói sau. Thái hậu đều nói như vậy, còn có ai dám phản đối thái hậu vẫn luôn lôi kéo mục thanh ca tay nói cái không đình thẳng đến sau lại hiên viên lãng muốn mang theo mục thanh ca cáo lui thái hậu lúc này mới xua xua tay ý bảo bọn họ trở về đi chỉ là nhìn mục thanh ca rời đi thân ảnh mang theo không tha cảm khái nói ai ra thật sợ có một ngày thanh ca cùng giao nhi giống nhau biến mất không thấy hoàng thượng nói mẫu hậu một khi đã như vậy nên làm thanh ca nhanh lên gả cho lãng nhi như vậy mới là chân chính vạn vô nhất thất a à. Hiền viên tế vân nói, Hoàng Huynh nói không tồi, tuy nói cái loại này dược phi thường lợi hại, có thể khiến người quên từ trước đã phát sinh hết thảy. Nhưng là rốt cuộc ai cũng không biết loại này dược hiệu năng đủ duy trì bao lâu, nếu thanh ca nhớ tới nam sở sự tình, chỉ sợ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 419, nghe thấy cố nhân. Thái hậu thở dài nói, ai ra ban đầu liền không đồng ý các ngươi làm như vậy đó là thuộc về thanh ca chân quý ký ức bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi cấp đoạt nàng ký ức các ngươi lo lắng nàng nhớ tới chính là gả cho lãng nhi lúc sau nàng liền nghĩ không ra sao nếu xong việc nhớ tới cuối cùng thương tổn sâu nhất vẫn là thanh ca a à. hoàng thượng cùng hiên viên tễ vân sôi nổi đều không nói lời nào ai ra tuy rằng đãi ở thâm cung lâu như vậy biết thanh ca chính là giao nhi nữ nhi thời điểm ai ra so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn đến nàng, ai ra cũng muốn đem thanh ca vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại bên người, nhưng là đối lập này đó, ai ra càng hy vọng nàng vui vẻ vui sướng quá cả đời. Mà không phải quên trước kia những cái đó khắc cốt minh tâm sự tình. Thái hậu biết chính mình ngoại tôn nữ đó là nam sở cửu vương phi thời điểm phi thường kinh hỉ. Hận không thể lập tức đi tìm nàng, đem hết thầy nói cho nàng, nhưng là không phải dùng như vậy phương thức mục thanh ca là thế nào người nàng tuy ở thâm cung lại cũng thường xuyên nghe người ta nói khởi, đặc biệt là nàng cùng nam sở cửu vương ra câu chuyện tình yêu thái hậu vì này cảm động. Mẫu hậu, nhi thần đều biết người ý tứ, nhưng là nhi thần như cũng cảm thấy thanh ca đãi ở đông ly mới là tốt nhất nam sở hoàng thượng hiện giờ đã băng hà. Bước lên đế vị chính là tam hoàng tử Phượng Hạo Hiên, ở cùng hắn giao chiến thời điểm. Nhi thần nhìn ra Phượng Hạo Hiên cũng không phải bình phàm hạng người, hắn hiện giờ bước lên đế vị là sẽ không dễ dàng buông tha Nam Sở cửu vương ra, nếu như thế. Thanh ca trở lại Nam Sở chỉ biết càng thêm nguy hiểm, lưu tại Đông Ly gả cho Lãng Nhi, Lãng Nhi là sẽ không thương tổn nàng. Ai ra làm sao không biết các ngươi cố kỵ, cho nên ai ra mới có thể không nói lời nào, tùy ý các ngươi đi làm, nhưng là Hoàng thượng, Tế Vân gả cho lãng nhi sự tình vẫn là chờ hết thảy đều dàn xếp xuống dưới đi, đãi thanh ca sinh hạ trong bụng hài từ cũng không muộn. Hoàng thượng gật gật đầu nói, mẫu hậu nói chính là. Hiền viên tễ vân đem mục thanh ca đưa tới năm đó hiền viên giao cơ, cũng chính là mục thanh ca mẫu thân trụ cung điện. Đây là con mẹ ngươi cung điện, nhiều năm như vậy tới nơi này một thảo một mộc đều không có thay đổi quá, mỗi ngày như cũ sẽ có công nhân nghiêm túc trà lau như vậy mỗi một chỗ chỉ vì chờ đợi ngươi nương một lần nữa trở về, chỉ là không nghĩ tới nói này thở dài. Mục thanh ca nhìn như vậy lịch sự tao nhã cung điện, nghĩ đến nguyên chủ mẫu thân định là một cái phi thường thanh nhã thanh lệ nữ tử, ta nương là chết như thế nào? Người nương là khó sinh mà chết, vì không cho mục thanh ca biết nhiều như vậy, hiên viên tế vân chỉ có thể nói như vậy nói. Vì sinh nguyên chủ, ta đây cha đâu, cha người cũng đã chết hiền viên tễ vân thanh âm lạnh lùng, cùng vừa rồi so sánh với hoàn toàn liền không giống nhau. Mục thanh ca hơi kinh ngạc dị nhìn mắt hiên viên Tế vân. Hiền viên Tế vân cười hạ sau đó đi vào một phen cầm trước mặt nói, người nương thích nhất đó là đánh đàn, nàng đã từng nói qua muốn đem trong thiên hạ cầm phổ đều học được. Phụ hoàng vì thế không tiếc số tiền lớn cầu được cầm phổ. Nói chỉ hạ bên kia từng hàng bầy biện cầm phổ. Mục thanh ca đi qua đi tùy ý lật xem vài tờ, này đó ta nương đều học qua. Hiền viên tễ vân lắc đầu nói, không có, người nương còn không có tới kịp học liền đã mất tích bất quá liền tính như thế. Phụ hoàng cùng ta còn có hoàng thượng đều không có từ bỏ tìm kiếm. Nguyên lai bọn họ chi gian cảm tình như vậy thâm. Người trên cổ mặt tử tinh ngọc là đông ly Trấn quốc chi bảo ở ngươi nương vừa sinh ra thời điểm phụ hoàng liền truyền cho ngươi nương người nương vẫn luôn mang chưa bao giờ rời khỏi người mà hiện giờ ngươi nương cho ngươi thanh ca Người từ vừa sinh ra đó là chúng ta đông ly chân bảo đông ly tuyệt đối sẽ không làm ngươi lưu lạc ở bên ngoài nhì cữu cữu hiền viên tế vân ôn nhu vỗ vỗ mục thanh ca bả vai mục thanh ca nhìn đến bên kia trên bàn có một bức họa chậm rãi triển khai mặt trên là một cái cùng nàng lớn lên cực kỳ tương tự nữ tử đặc biệt là mặt mày cái này đó là nguyên chủ mẫu thân sao khó trách nguyên chủ lớn lên như vậy đẹp nguyên lai like đều là di truyền vị này bất quá mục thanh ca nhìn bức họa cuộn tròn mặt trên nữ tử là như vậy quen thuộc cảm giác ở nơi đó nhìn đến quá đây là ngươi nương Hiền viên tễ vân đi đến mục thanh ca bên người, nhìn nàng trong tay bức họa cuộn tròn mang theo vài phần hoài niệm này vẫn là ngươi nương mất tích lúc sau. Phụ hoàng tưởng niệm ngươi nương tìm được trong cung tốt nhất họa sư trải qua ba tháng suốt cuộc hoàn công. Giống như ở nơi nào gặp qua, mục thanh ca thấp thấp tự nói. Hiền viên tễ vân nghe được mục thanh ca thanh âm, sắc mặt khẽ biến nói, ngươi cùng ngươi nương lớn lên như vậy giống. Tất nhiên là cảm thấy thập phần quen thuộc tuy rằng hiên viên tễ vân là như thế này nói bất quá mục thanh ca trong lòng vẫn là mang theo nghi hoặc mục thanh ca cùng thiếu thất ở đông ly ngự hoa viên tùy tiện đi dạo thiếu thất nhìn mục thanh ca mặt vô thần sắc công chúa nhiều như vậy tiên đều không có nhìn đến công chúa cười quá công chúa có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a à? mục thanh ca ánh mắt lỗ trống nghiêng đầu nhìn mắt thiếu thất hỏi thiếu thất ngươi biết trong lòng trống trơn cái loại cảm giác này sao thiếu thất không rõ lắc đầu đúng vậy, ta cũng không rõ, vì cái gì một giấc ngủ lên sẽ như vậy. duỗi tay che lại ngực vị trí, cảm giác có thứ gì bị chóc, một loại rất quan trọng, rất quan trọng đồ vật không thấy. Rốt cuộc là cái gì? Công chúa khởi phong, ngài ở chỗ này chờ hạ nô tỳ nô tỳ đi lấy kiện khoác áo. Nói thiếu thất liền vội vàng vội gấp hướng đông cung chạy đi. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn xem không trung, cảm thấy nhân sinh như vậy tựa hồ không thú vị đến cực điểm, chính là trong bụng hài tử sinh mệnh lực rồi lại là như vậy cường thịnh. Mục Thanh Ca duỗi tay sờ sờ bụng. Mục Thanh Ca là cái truyền thống người, có thể là từ nhỏ học trung y cho nên mới dẫn tới nàng tư tưởng cùng người khác có chút không giống nhau. Nếu là đặt ở trước kia, nàng như thế nào đều không thể tiếp thu, chưa kết hôn đã có thai. Nếu biết, nàng khẳng định sẽ không lưu lại đứa nhỏ này, huống chi là không yêu người hài tử, nhưng là không biết vì sao. Nàng năm lần bảy lượt từng có như vậy tâm tư nhưng vẫn không đành lòng xuống tay, đứa nhỏ này tự hồ có chút không giống nhau ngươi nghe nói đi. Ngươi là nói nam sở sự tình sao? Mấy cái tiểu công nữ tránh ở sau núi giả nghị luận. Đúng vậy đúng vậy, thật là đáng tiếc a à, mọi người đều cho rằng cửu vương gia sẽ đăng cơ làm hoàng thượng đâu mục thanh ca nguyên bản không có hứng thú nàng không thích nghe góc tường chính là nghe được cửu vương ra ba chữ tim đập lại đột nhiên nhanh hơn giống như người này cùng chính mình có không thể chóc liên hệ giống nhau lập tức trực tiếp dừng lại bước chân cũng không phải là nam sở cửu vương ra không chỉ có người lớn lên tuấn lãng hơn nữa võ công sâu không lường được lần này ở cùng tam quân giao chiến thời điểm chúng ta tễ vương ra cùng thái từ điện hạ đều không phải đối thủ thật là đáng tiếc a à nghe nói đăng cơ làm hoàng thượng chính là nam sở tam hoàng tử cũng là cái lợi hại nhân vật đâu lại lợi hại cũng không có cửu vương ra lợi hại a à, cũng không biết nam sở người là nghĩ như thế nào nghe nói nam sở hoàng đế không phải thực thích cửu vương ra sao như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử đâu này ngươi liền có điều không biết đi ta đến là từ người khác trong miệng biết được một vài bọn họ đều nói nam sở tân hoàng ngôi vị hoàng đế căn bản chính là danh không chính ngôn không thuận rất nhiều người đều ở truyền ngôi vị hoàng đế nguyên bản chính là cửu vương gia. Hơn nữa lúc trước nam sở hoàng đế muốn băng hà phía trước chính là liên tục đã phát mật chiếu chiếu cửu vương gia hồi kinh, chỉ là cửu vương gia vì tìm kiếm mất tích vương phi trì hoãn hai tháng. Lúc này mới làm nam sở tân hoàng chui nhàn rỗi. Nói đến mất tích cửu vương phi, thật là quá kỳ quái, người nói này êm đẹp người như thế nào sẽ mất tích đâu. Ai biết được có người nói là cửu vương phi nhìn chúng nam nhân khác cùng nhân ra chạy, cũng có người nói cửu vương phi đã chết, mặc kệ là loại nào cửu vương phi chính là biến mất không thấy. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu tuyết đọc.